Dạ đúng rồi chị, mình thỏa thuận với người lao động là trả bao nhiêu thì mình sẽ điền cái mức lương thỏa thuận ở đây. Lương là có trừ bảo hiểm nha, chưa có trừ bảo hiểm, chưa có đóng thuế thu nhập cá nhân nha. Dạ các anh chị lưu ý ha, chỗ này lát nữa mình điền bao nhiêu thì lát nữa lên bảng lương nó sẽ nằm ở cái cột lương cơ bản. Rồi từ cái lương cơ bản đó mà mình có những cái khoản phụ cấp hay gì đó, nó sẽ ra tổng cái thu nhập. Tổng thu nhập đó nó sẽ tổng thu nhập đó. Chưa nha, tổng thu nhập. Thì ở đây anh chị sẽ thấy nó có cái lương đóng bảo hiểm nữa. À, tại vì nhiều nhiều doanh nghiệp ở đây thì theo em biết á là nhiều khi là anh chị thỏa thuận là cái lương này, nhưng mà cái lương đóng bảo hiểm là lương dưới. Lương nó khác với cái lương thỏa thuận. Thì lương đóng bảo hiểm là bao nhiêu anh chị điền vào đây? À, nhiều khi anh chị thỏa thuận cái lương này là nó bao gồm những cái khoản thưởng gì đó. À, em không à, tổng cái lương mà mình trả cho người đó là nhiêu đây. Nhưng mà lương đóng bảo hiểm mà một số khác thì mình sẽ điền vào cột này. Ví dụ ha, em ví dụ nha, nó anh chị bao nhiêu mình điền vào. Thì cái này sẽ tính ra cái số tiền bảo hiểm của, phải đóng của cái nhân viên đó. Lấy tổng thu nhập trừ cho bảo hiểm gì đó ra cái số tiền thật lĩnh. Còn nếu có thuế thu nhập cá nhân thì trừ thuế nhập cá nhân nữa ha. Dạ. Rồi, loại hợp đồng ở đây mình sẽ lưu ý nha. À, mình sẽ có là không cư trú nè, cư trú và không ký hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Cư trú và có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Không cư trú ở đây thì mình sẽ xem lại về khái niệm không cư trú là như ví dụ như là người nước ngoài làm việc ở Việt Nam á, mà chưa có được xác định là cá nhân cư trú thì mình sẽ chọn loại hợp đồng ở đây là không cư trú ha. Rồi còn phía dòng thứ hai là cư trú và không ký hợp đồng lao động hoặc là ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, kiểu như là nhân viên thử việc nè, mình chưa có ký hợp đồng lao động dài hạn thì mình sẽ chọn qua cái loại số 2 đây là không ký hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Và cái loại số 3 là cư trú và có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên là những cái nhân viên nào ví dụ như là đã ký hợp đồng dài hạn với công ty nè, thì mình sẽ chọn loại thứ ba là chuyển qua chính thức đó, nhân viên chính thức ạ. Đối với từng loại hợp đồng này nó sẽ có cái sắc thuế, cái thuế suất thuế thu nhập cá nhân khác nhau, nên vì vậy anh chị lưu ý chọn đúng cái loại hợp đồng ở đây ha. À dạ. Chị HH thì hôm nay có hướng dẫn trên Amit không? Dạ mình đang dùng Amit đúng không chị? Ở đây thì anh chị nào mình đang dùng Amit xong thì lát nữa em sẽ chia sẻ thêm trên Amit cho các anh chị nha. Dạ mình phản hồi qua khung trò chuyện giúp em ha. Dạ anh chị HT mình ký hợp đồng lao động 2 tháng thì mình cũng sẽ chọn cái số 2 nha, là dưới 3 tháng. Thường là hợp đồng thử việc là mình sẽ chọn cái số 2 này nha anh chị. Dạ dạ vâng ạ. À, cái phần này cái khai báo danh mục này nó khá quan trọng ha, để lát nữa anh chị lên bảng lương nó sẽ tính đúng cái thuế suất thuế nhập cá nhân, nên lát nữa em sẽ hướng dẫn lại trên Amit cho các anh chị nha. Rồi tiếp theo ha, về số người phụ thuộc thì khi mà anh chị đã đăng ký thành công người phụ thuộc cho cơ quan thuế rồi, ví dụ anh Tấn này ha đã đăng ký thành công là hai người thì mình sẽ để số người phụ thuộc ở đây là 2. Còn nếu một người để số người phụ thuộc là 1, còn nếu không có đăng ký người phụ thuộc thì mình sẽ để là 0. Rồi còn những thông tin còn lại mình điền tương ứng vào, sau đó mình sẽ nhấn cất nha. Chị Hà mình hỏi là đến lúc vào chính thức đúng không chị? Em ví dụ nha, từ tháng 1 tới tháng 7 là làm thử việc thì mình sẽ chọn loại hợp đồng ở đây là cái số 2 này đúng không? Là thử việc thì mình sẽ chọn cái loại số 2 này là dưới 3 tháng. Rồi sau đó chị lập bảng lương tháng 6, lập bảng lương tháng 7. Qua tới tháng 8 bạn này chuyển về chính thức thì chị sẽ vô cái danh sách nhân viên này, chị chọn qua giúp em là loại số 3 là cư trú và có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.
rồi sau đó chị mới vô chị lập bảng lương tháng 8. Có nghĩa là tại thời điểm mà chị lập bảng lương thì trên khai báo danh mục nhân viên này đang chọn loại hợp đồng gì thì nó sẽ lấy hai cái loại hợp đồng đó. Nên là chị cứ trước khi mình lập bảng lương thì mình xác định lại coi có nhân viên nào cần chỉnh lại cái loại hợp đồng này hay không, thì mình chỉnh qua cái loại hợp đồng mới giùm em, để lúc lập bảng lương phòng mình nó sẽ lấy theo cái hiện có của mình nha chị. Dạ, anh chị em thích Lenovo thì số người phụ thuộc là không tính phụ thuộc bản thân. Dạ đúng rồi ạ. Dạ chưa có tính phụ thuộc bản thân nha. Dạ cái này là đang tính theo 4,4 triệu đồng một người phụ thuộc, còn bản thân là 11 triệu là cái khác nữa. Dạ. Rồi, ở đây em ví dụ là 2 ha, em điền số người phụ thuộc là 2 nhấn cất. Thì anh chị lưu ý ở đây mới nhập số tổng thôi nha. Mới nhập số tổng thôi. Rồi, thì anh chị sẽ nhìn phía dưới mình có cái tab là người phụ thuộc ở đây nè. Rồi, thì ở đây nè, nếu như mà anh chị mới khai báo anh Tấn này xong á, mình nhìn xuống đây, mình sẽ không có thấy có cái người phụ thuộc nào hết. Thì anh chị sẽ phải nhấn thêm ở đây để khai báo chi tiết là người phụ thuộc của anh Tấn là tên gì, có cái mối quan hệ như thế nào với anh Tấn. Rồi mình sẽ tính thời điểm tính giảm trừ là bắt đầu từ tháng nào, năm nào, và các loại thông tin, giấy tờ đi kèm. À, để sau này khi mà mình lên tờ khai quyết toán thuế cuối năm á, cái thông tin người phụ thuộc này nó sẽ lên cái mẫu không bảng 05 gạch ngang 3 bảng kê người phụ thuộc ở trên tờ khai quyết toán thuế cuối năm. Nên là lưu ý mình sẽ phải điền thông tin ở đây ha. Nếu không điền là anh chị phải nhập tay ở trên bảng kê thì nó mất thời gian. Rồi, thì em ví dụ ha, anh chị nhấn thêm. Rồi, đầu tiên thì anh chị sẽ khai báo cái mối quan hệ với cái người lao động này là mối quan hệ vợ anh chị, em trai em gái hay con trai con gái gì đó, mình chọn giùm em. Rồi họ tên là gì và mình bắt đầu tính giảm trừ từ tháng mấy, thì cái này phải căn cứ vào cái hồ sơ mà anh chị đăng ký với cơ quan thuế như thế nào thì mình điền tương ứng vào giúp em thôi. Còn trường hợp mà mình đăng ký cho bố mẹ mà chỉ có nhập năm sinh thôi á, ô chỉ nhập năm sinh ở đây ha. Rồi thì hồi xưa thì ông bà thì nhiều khi là không có cái ngày tháng, chỉ có năm sinh thôi, mình tích vào ô này. Rồi mã số thuế người phụ thuộc là mình điền vào, và các loại thông tin phía dưới thì lưu ý nha, nếu mà con mới sinh đó, thì nhiều khi là chưa có thông tin giấy căn cước, mình sẽ chọn cái loại giấy tờ ở đây là giấy khai sinh, và mình sẽ điền cái loại số giấy tờ giấy khai sinh, và đồng thời mình sẽ phải điền cái thông tin khai sinh bên đây. Còn nếu mà anh chị chọn loại là căn cước công dân hay là những cái loại khác thì mình không cần điền cái thông tin khai sinh này. Chỉ có giấy khai sinh đây là mình phải điền cái thông tin khai sinh ha. Như là quyển số máy nè, quốc gia, quốc tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường gì đó. Rồi sau đó anh chị sẽ nhấn cất nha. Rồi nếu hồi nãy anh Tấn này mà khai báo hai người phụ thuộc thì anh chị phải nhấn thêm nữa giúp em ha. Nhấn thêm tiếp. Rồi mình sẽ khai báo cái người phụ thuộc số 2. Miễn sao là anh chị sẽ so sánh giúp em ha. Cái thông tin ở đây nó phải khớp với cái thông tin số người phụ thuộc ở bên trong mà anh chị đã khai báo. Thì ở đây anh chị lưu ý nha. Đối với SME cái giao diện nó sẽ hơi khác một xíu. Là anh chị phải tích vô từng người rồi mình mới nhấn thêm ở phía dưới. Chứ không phải mình tích vô anh Vũ Ngọc Tấn rồi mình thêm đây là mình thêm cho tất cả các nhân viên khác nữa, không có ha. Em khai báo cho người phụ thuộc anh Tấn xong, em muốn khai báo cho qua cho anh Phạm Minh Quang thì em phải tích vô anh Phạm Minh Quang rồi em mới nhấn thêm. Nên là mình lưu ý nha, chỗ này.
Dạ, anh chị ở Nick Lenovo thì đang hỏi về cái thông tin người phụ thuộc á. Thì nếu như mà tới cuối năm mà mình quyết toán thuế và người này được có đủ điều kiện để ủy quyền cho doanh nghiệp của mình để quyết toán á, thì theo em biết là sẽ được quyết toán 12 tháng luôn ạ. Dạ. Chị HT, anh chị anh HT nè, mình người phụ thuộc phát sinh từ giữa năm thì có khai báo thêm, phần mềm có hiểu mình thêm từ tháng đó không? Dạ có nha. Thì theo hồi nãy em đã có chia sẻ là khi mà mình lập bảng lương thì phần mềm sẽ dựa vào cái danh mục hiện có mà anh chị đang khai báo như thế nào thì nó sẽ lấy lên như thế đó. Ví dụ bây giờ em làm tháng 8 mà em thêm cái anh chị này là người phụ thuộc nè, tính bắt đầu từ tháng 8 thì nó sẽ tính vào. Ở đây nó có cái thời điểm bắt đầu nữa nha. Nhiều anh chị mình thêm xong rồi mình vô, mình lập bảng lương mình không thấy có người phụ thuộc của ví dụ anh Tấn nè. Thì ở đây anh chị lưu ý nha, nó có cái thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Em giả sử anh chị điền cái thời điểm kết nhiều anh chị mình đánh nhầm thôi chứ không không phải gì hết. Mình đánh nhầm vô cái thời điểm kết thúc ở đây nè. Mình đánh vô là ví dụ em đang muốn lập bảng lương tháng 9, đánh nhầm vô đây là 2024. Rồi. Ví dụ tháng 8 đi, tháng 8 còn 4. Thì lúc này anh chị vô lập bảng lương tháng 9 thì nó sẽ không tính cái người phụ thuộc này vào nha. Nếu mình ghi kết thúc đến đến tháng 8 thì lập bảng lương tháng 9 nó sẽ không kê cái người này vào để tính đâu. Nó chỉ tính cho anh Tấn này có một người là anh là con trai là Vũ Ngọc Long thôi. Còn cái Vũ Ngọc Trân này nó không tính vào. Nên là nó sẽ còn căn cứ vào cái chỗ này ha. Còn tờ khai quyết toán năm thì nó sẽ khác nha. Tờ khai quyết toán năm cái cách lên nó sẽ khác. Còn bảng lương thì nó sẽ căn cứ vào từ tháng nào đến tháng nào. Dạ, được không anh chị? Dạ, được không anh chị HT? Nghĩa là đang có những thông tin gì trong danh mục và đang khai báo bắt đầu từ tháng nào đến tháng nào nha. Dạ. Dạ rồi, thì sau khi mà anh chị khai báo xong ha, nhân viên nè, thì mình bắt đầu kiểm tra qua các ký hiệu chấm công. Ký hiệu chấm công ở đây thì hồi nãy em đã có chia sẻ là Misa có thiết kế sẵn cho bên mình rồi, mình chỉ việc xem thôi, còn thiếu thì mình bổ sung thêm bằng cách nhấn nút thêm trên này. Thì em không có đi sâu về cái phần ký hiệu chấm công này ha. Rồi biểu tính thuế thu nhập cá nhân mình cũng bấm vào để mình xem qua cái biểu thuế lũy tiến hiện hiện có là từ bao nhiêu đến bao nhiêu, thuế suất là bao nhiêu phần trăm. Rồi đến mục quy định lương ha. Em chia sẻ xong cái này là em sẽ hướng dẫn lại trên Amit nha. Các anh chị chờ em xíu. Quy định lương ở đây thì như hồi nãy ha, em đã có chia sẻ thì nó sẽ có cái mức lương cơ sở nè. Mức lương cơ sở ở đây đối với anh chị nào mà mình đang tính lương là từ hệ số lương nhân với mức lương cơ sở thì nó sẽ nhân với cái số này nè nha. Còn anh chị nào đó tính theo lương thỏa thuận thì mình sẽ không có điền hệ số lương. Thì mức lương cơ sở đây là mình chỉ điền vào để khai báo các thông tin tính bảo hiểm, các thông tin để lên lên cái phần quy định về bảo hiểm xã hội thôi. Dạ. Rồi thì đối với cái phần quy định về bảo hiểm xã hội em chia sẻ luôn cho các anh chị ha. Thì từ cái ngày 1 tháng 7 trở đi á thì mức lương cơ sở nó sẽ là số mới là 2 triệu 3 4 40 2 triệu 3 40 ngàn tăng cái mức lương cơ sở và từ đó thì nó dẫn đến cái mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa từ ngày 1 tháng 7 sẽ là 46 triệu 800 800 ngàn đồng một tháng. Nên là anh chị nào mà mình dùng bảng SME mà những bảng cũ á, thì anh chị vô đây kiểm tra lại nếu mà chưa nếu mà anh chị bắt đầu tính lương từ tháng 7 trở đi á, thì anh chị phải khai báo lại cái mức lương cơ sở này. Còn nếu anh chị tính lương lại những cái tháng cũ trước khi thời điểm thay đổi từ tháng 7 thì anh chị sẽ khai báo lại theo số cũ. Còn nếu mà anh chị dùng SME mà bản mới á, thì hiện tại Misa đã cập nhật theo cái mức lương cơ sở mới cho mình rồi nha, là 2 triệu 340 và 46 triệu 800. Và mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp. Còn những cái thông tin còn lại thì có một số anh chị mình có phản hồi là số ngày tính trong trong tháng các anh chị không phải là 24 ngày mà là số khác thì mình có thể sửa lại ở đây trước khi mình lập bảng lương nha. Ví dụ mình đang muốn lập bảng lương tháng 8 là có ngày tính công trong tháng 8 này 25 thì mình sẽ sửa đây là 25 rồi mình mới vô mình lập bảng lương.
cũng như là số giờ tính cho công trong ngày. Mình muốn khai báo là công ty mình đi làm có 7 giờ một ngày thôi, thì mình sẽ sửa đây lại đây là 7 giờ. Còn lại là những cái tỷ lệ hưởng lương làm thêm ban đêm, ban ngày, thì anh chị sẽ xem và đối chiếu lại với bên doanh nghiệp của mình. Rồi tỷ lệ đóng bảo hiểm là hiện tại là theo chuẩn rồi đó, anh chị chỉ việc kiểm tra lại thôi. Thường thì mình chỉ có chỉnh là chỉnh cái kinh phí công đoàn nè, theo đúng cái doanh nghiệp mình đang đóng có hay không thì mình điện đây. Thì rồi tiếp theo là mức giảm trừ bản thân. Mức giảm trừ bản thân thì sẽ là 11 triệu đồng một người, còn đối với một người phụ thuộc thì sẽ là 4,4 triệu đồng, là theo đúng cái quy định hiện hành rồi, chưa có sự thay đổi gì hết, thì anh chị để nguyên như vậy nha. Dạ anh chị chờ em xíu nha, em sẽ hướng dẫn lại trên admin cho các anh chị nha. Dạ rồi, anh chị sẽ thấy ở dưới đây nó có cái phần là thuế suất cá nhân không cư trú nè. Thì hồi nãy khi mà anh chị khai báo danh mục loại hợp đồng mình chọn là không cư trú á, thì ở đây phần mềm sẽ tính theo cái thuế suất là 20%. Dạ anh chị cũng không cần chỉnh lại chỗ này nha, nếu mà mình có những cái thuế suất nào đặc biệt khác mà phải đúng quy định nha thì mình mới sửa ở đây. Còn nếu không thì mình sẽ đi theo cái bình thường là 20% đối với không cư trú. Còn nếu thử việc nào hoặc là hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc là không ký hợp đồng lao động thì thuế suất là 10%. Còn trong trường hợp mà có cam kết gì đó không có tính thuế thì lát nữa lên bảng lương mình có thể mình tự sửa tay lại cái tiền thuế thu nhập cá nhân của cái nhân viên đó sau ha. Còn cái này là theo theo số chung là như vậy. Theo số chung và hay quy định là như vậy ha. Nếu mà công ty mình đóng bảo hiểm hết thì mình đóng theo bảo hiểm hết. Theo em thấy thì anh chị đang thỏa thuận là lương 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 trả cho nhân nó đã trừ đi bảo hiểm đúng không ạ? Thì thường em thấy là mình sẽ phải quy quy ra lại cái lương trước khi đóng bảo hiểm là bao nhiêu, rồi sau đó mình lên bảng lương, mình khai báo theo cái số lương trước khi đóng bảo hiểm để lên được bảng lương á anh chị. Còn nếu mà anh chị vẫn muốn lập bảng lương là không có tính bảo hiểm trong này thì mình có thể tự sửa tay mấy cái này về không nha, là không tính. Hoặc là mình sẽ khai báo trong dạ chị nick NTD ha, mình hỏi là công ty đóng bảo hiểm hết, chị xem lại cái chỗ khai báo nhân viên này ha. Ở đây thì nếu như mà chị muốn đóng full lương á, đóng bảo hiểm full lương thì mình cứ khai báo đây là 15 triệu luôn, nó sẽ bằng với lương thỏa thuận, chứ mình không cần khai báo cái chỗ tỷ lệ kia, mình giữ nguyên ha, hay theo đúng quy định. Còn anh chị nào mà mình công ty mình trả lương mà đã đóng bảo hiểm rồi á, thì cái chỗ lương đóng bảo hiểm này mình không có muốn đưa lên nữa, mình muốn là bảo hiểm ở trên bảng lương nó sẽ về không không hết, thì có thể đánh số không ngay đây thì phần mềm nó sẽ không tính bảo hiểm cho người cho nhân viên này nha. Dạ rồi. Dạ, em vừa hướng dẫn cho các anh chị về phần quy định lương ha. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm một phần nữa là anh chị vào hệ thống tùy chọn nè. Thì mình sẽ thiết lập các quy định về tiền lương nữa, nó nằm trong đây. Thì hồi nãy ở phía trên em thấy có anh chị mình hỏi là không có chấm công được ngày thứ bảy đúng không chị? Không chấm công được ngày thứ bảy thì mình sẽ vô phần hệ thống nè, tùy chọn một tiền lương ở đây. Thì mình sẽ thiết lập giùm em trước khi mà mình lập bảng chấm công cũng như là lập bảng lương nha. Thứ nhất chấm công thì nó sẽ có quy định là có làm việc ngày thứ bảy hay không. Nếu mình không có tích vào đây thì tự động phần mềm nó sẽ khóa cái ngày thứ bảy lại, mình sẽ không có chấm công được. Thì nếu mình muốn chấm công thì mình sẽ tích vào đây ha, làm việc ngày thứ bảy. Và có muốn phần mềm tự động hoặc là không tự động chấm công cho nhân viên vào ngày thứ bảy hay không, mình sẽ tích vào.
tích vào là không tự động chấm công nha, nó sẽ để trống cái ô đó, là mình muốn chấm công cho người nào mình sẽ tự tích. Rồi tương ứng có làm việc ngày chủ nhật hay không, hoặc là có tự động ẩn ngày thứ bảy trong bảng chấm công hay không, thì mình sẽ chọn ở phía dưới này giùm em. Rồi tiếp theo là về bảng lương ha. Hồi nãy em đã chia sẻ cho mình cái chỗ lương thỏa thuận với mức lương tối thiểu và hệ số lương nè. Thì để phần mềm biết được là mình muốn tính theo cái nào thì anh chị sẽ phải khai báo ở đây là lương cơ bản nó dựa trên lương thỏa thuận hay là dựa trên mức lương tối thiểu và hệ số lương. Như hồi nãy em theo em biết thì hầu hết các anh chị là mình sẽ đóng theo, mình tính lương hay lương thỏa thuận. Chỉ có một số doanh nghiệp thì mình mới tính ra cái mức lương tối thiểu và hệ số lương. Thường là các doanh nghiệp nào mà thuộc về bên bên đơn vị nhà nước đó, mình sẽ tính theo cái chỗ này. Còn lại là mình sẽ tính theo lương thỏa thuận đây, thì mình sẽ tích vào ha. Thì khi mình tích vào đây, lúc mà anh chị lập bảng lương á, phần mềm sẽ lấy theo cái khai báo lương thỏa thuận trong danh mục nhân viên để lên cái cột lương cơ bản cho các anh chị. Cái tên cột của nó sẽ là lương cơ bản, nhưng mà nó sẽ lấy theo phần nào thì mình sẽ thiết lập ở đây nha, lưu ý chỗ này nha các anh chị. Rồi còn lại thì nó sẽ có cái lưu ý nữa là ưu tiên hạch toán chi phí lương theo tài khoản chi phí trên danh mục cơ cấu tổ chức. Thì nếu mà anh chị theo dõi em từ đầu buổi á, ngày ngay phút đầu em có hướng dẫn là khai báo phòng ban đúng không ạ, thì lúc mà mình khai báo phòng ban thì mình thiết lập luôn cái tài khoản chi phí lương của phòng ban đó là gì. Ví dụ phân xưởng sản xuất là 622, bộ phận quản lý của cái sản xuất đó thì mình đưa vào 6271, hoặc là chi phí 641, 642 gì đó. Đó, nếu mà anh chị muốn là tất cả các nhân viên trong phòng ban đó đều được hạch toán vô 622, còn những nhân viên của phòng kinh doanh thì 642 hoặc là 641, thì mình sẽ tích vào đây ưu tiên hạch toán chi phí lương theo tài khoản chi phí trên danh mục cơ cấu tổ chức ha. Rồi, còn lại thì mình xem và mình tích chọn tương ứng giùm em thôi. Và mình sẽ nhấn đồng ý. Chị NTT thì mình đang hỏi là một số người lao động công ty đóng luôn đúng không chị? Thì hồi nãy em hiểu là cái ý đầu tiên của chị là đang hỏi về lương gross là lương nét đúng không? Nếu mà chị ký hợp đồng theo theo cái mức lương mà đã được công ty đóng bảo hiểm này nọ, nói chung là mình ký theo cái số mà mình trả cuối cùng cho nhân viên đó, thì theo em biết là chị sẽ phải quy ngược lại là cái số lương lương ba lương lương ban đầu là bao nhiêu, rồi mình tính bảo hiểm để ra được cái lương lương mà chị trả cho cái người lao động đó. Có nghĩa là chị sẽ phải quy đổi từ lương nét ra lương rót lại nha, quy đổi từ lương nét ra lương rót là bao nhiêu, rồi chị khai báo lại ở trên cái phần lương thỏa thuận, để sau đó mình sẽ tính những cái hệ số đóng bảo hiểm cho nhân viên đó là ra cái số tiền là bao nhiêu. Thì chị tham khảo thêm tài liệu ở trên Google đó, cách quy đổi từ lương nét ra lương gross đó, hoặc là ngược lại. Dạ, chương trình đào tạo sáng nay bên em sẽ có hướng dẫn về hạch toán và trích bảo hiểm xã hội nha anh chị. Dạ. Dạ rồi, vừa rồi em hướng dẫn cho các anh chị về các khai báo danh mục ha. Những cái khai báo danh mục này nó khá là quan trọng trước khi anh chị lên bảng chấm công và bảng tính lương, nên em hướng dẫn cho các anh chị chi tiết hơn. Sau đó mình lên bảng chấm công và bảng tính lương nha. Thì trước khi mà lên bảng chấm công và bảng tính lương á, thì em sẽ hướng dẫn qua cho các anh chị mình đang dùng Amis cách khai báo danh mục luôn ha. Rồi mình sẽ qua cái phần lập bảng chấm công cũng như là bảng tính lương ạ.
Anh chị mình đang dùng Amis mà mình muốn lập bảng tính lương ở trên phần mềm á, thì mình sẽ vô phân hệ tiền lương ở đây nha. Rồi, thì mình bấm vô phân hệ tiền lương ở đây, thì anh chị khi mình sử dụng phân hệ tiền lương trên Amis á, thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho các anh chị trước nha. Anh chị nhìn bên góc tay phải phía trên đây nè, nó sẽ có cái mục tùy chọn. Hiện tại thì trên Amis đây là cái nó sẽ có thêm một cái ứng dụng là Amis tiền lương. Đây là một cái hệ sinh thái của Misa ha. Khi mà anh chị nào mà mình sử dụng Amis, mình sẽ thấy là cái bộ phần mềm bộ phần mềm Amis thì nó sẽ bao gồm Amis tiền lương, Amis thuế thu nhập cá nhân, Amis.com, HRM, Amis CRM bán hàng. Nó tích hợp với nhau và trong đó nó sẽ có Amis kế toán, nó sẽ kế thừa các thông tin từ Amis tiền lương, CRM, thuế thu nhập cá nhân, tích hợp lại với nhau thành một cái hệ sinh thái. Thì nếu anh chị nào mà có dùng ứng dụng Amis tiền lương thì mình sẽ tích vào đây kết nối với Amis tiền lương để lấy thông tin về. Còn nếu anh chị nào mà mình không có sử dụng cái ứng dụng Amis tiền lương mà mình muốn lập bảng lương trực tiếp trên Amis kế toán thì mình sẽ tích vào đây là tiền lương Amis kế toán ha. Rồi. Rồi, tích vào đây nha, sau đó mình sẽ nhấn đồng ý. Thì hiện tại hôm nay á, em chỉ hướng dẫn cho các anh chị là làm bảng lương trực tiếp trên Amis kế toán. Còn anh chị nào mà có sử dụng Amis tiền lương mà cần hỗ trợ thêm thì anh chị có thể phản hồi lại, bên em sẽ chuyển cho chuyên gia về cái phần Amis, ứng dụng Amis tiền lương cho bên mình nha. Rồi. Thì anh chị sẽ vào phân hệ tiền lương, mình sẽ thấy ha, cũng giao diện nó cũng sẽ giống như cái phần SME, nó sẽ có nhân viên ký hiệu chấm công, biểu thuế thu nhập cá nhân, quy định lương, và nó sẽ có một cái khác so với SME là cái mục tùy chọn này nó nằm ngay đây luôn. SME là anh chị phải vô hệ thống tùy chọn như nãy em hướng dẫn đúng không ạ? Nhưng mà Amis thì nó nằm ngay trực tiếp ở đây, anh chị không cần phải đi ra ngoài là nữa. Tuy nhiên thì có nhiều cách để mình bấm vào ha, nhưng mà cái này là em thấy nó đính kèm trên Amis tiền lương thì nó tiện hơn cho bên mình. À, thay vì là nếu hồi trước nó chưa có cái tùy chọn đây là anh chị phải bấm vô đây nè, tùy chọn. À, thì giờ nó để sẵn đây mình bấm vô luôn. Rồi, nó sẽ có một cái khác nữa là trên đây nó không có cơ cấu tổ chức, là cái chỗ mình khai báo phòng ban á. Thì Amis thì nó sẽ nằm ở phần các tiện ích và thiết lập ở đây nè. Các tiện ích và thiết lập ha. Sau đó anh chị vô quản lý danh mục. Thì cơ cấu tổ chức nó nằm ngay đây. Thì trước khi khai báo được danh mục nhân viên thì mình phải có phòng ban thì mình mới khai báo được nhân viên này thuộc phòng ban nào được. Thì anh chị sẽ vào phần cơ cấu tổ chức ở đây. Thì nếu mà anh chị nào mới dùng Amis đó, thì em nghĩ là bước ban đầu là anh chị phải có khai báo phòng ban ở đây rồi. Còn nếu mà anh chị chưa có thì không sao hết, giờ mình vô mình khai báo ha. Vô danh mục cơ cấu tổ chức. Và mình sẽ thêm mã đơn vị và tên đơn vị. Ví dụ mình muốn thêm phòng kinh doanh thì mã đơn vị mình viết tắt đơn giản thôi là BKD. Phòng kế toán là BKT. Và tên đơn vị mình ghi rõ ra là phòng kế toán là phòng kinh doanh nha. Dạ rồi. Sau khi khai báo xong phòng ban ha, ở đây thì nó cũng sẽ có một cái nữa là Amis nó sẽ khác một xíu là nó sẽ có đồng bộ với Amis hệ thống để nó lấy phòng ban mà mình khai báo trên Amis hệ thống về. Thì tùy theo bên mình ha, mình muốn thêm trực tiếp đây hay là mình muốn đồng bộ với từ Amis hệ thống về mình chọn đây giúp em nha. Sau khi khai báo xong thì mình sẽ quay về phân hệ tiền lương để mình khai báo các thông tin về nhân viên. Mình bấm vô nhân viên ở đây nha.
Rồi mình sẽ nhấn thêm. À, em đã rồi, khi mà nhấn thêm ở đây, em ví dụ đi. Khi mà thêm nhân viên thì anh chị cũng sẽ khai báo giống như SME là mã nhân viên, tên nhân viên là gì và các thông tin còn lại. À, cái nào có đánh dấu sao là bắt buộc phải nhập ha, nhân viên này thuộc phòng ban nào. Rồi, số chứng minh nhân dân ngày cấp, nơi cấp gì đó mình điền đầy đủ thông tin vào nha. Dưới đây nó cũng sẽ có cái mục lương thỏa thuận nè, hệ số lương và lương đóng bảo hiểm. Thì cái này hồi nãy em đã giải thích dưới SME rồi, nên là trên AMIS mình cũng sẽ khai báo tương tự giống như vậy. Dạ anh chị admin, em đang hướng dẫn trên phần AMIS kế toán này về phần tiền lương ha. Chị theo dõi em nha. Dạ anh chị admin 89 nè. Em đang hướng dẫn về mục khai báo danh mục ha, tại vì cái mục này nó quan trọng, trước khi mà mình lập bảng lương mình phải khai báo được các thông tin này thì lên bảng lương nó mới tính đúng cái thuế thu nhập cá nhân cho bên mình, hoặc là lên những cái tiền lương thỏa thuận là bao nhiêu, hoặc là lương đóng bảo hiểm bao nhiêu. Chứ không thôi lát nữa lên bảng lương mình phải tự điền tay lại thì nó sẽ mất thời gian của bên anh chị. Mã số thuế là mình sẽ điền vào ha. Loại hợp đồng ở đây thì mình cũng chọn tương ứng như là bên SME là không cư trú hay là cư trú, không ký hợp đồng lao động, hoặc là ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hay là người lao động này đã có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên rồi. Và lưu ý nha, những cái đối tượng loại số 2 và số 3 là đối tượng dành cho cá nhân cư trú ha. Rồi sau đó mình sẽ điền cái thông tin số người phụ thuộc vào đây là một hay là không có. Không thì mình điền số 0, còn có một thì mình điền một. Theo đúng cái thực tế của nhân viên này có người phụ thuộc hay không thì mình sẽ khai báo vào. Rồi tài khoản ngân hàng có thì mình điền ha. Thông tin liên hệ có điền, không thì thôi, bỏ qua. Thì cái quan trọng tiếp theo đó là thông tin người phụ thuộc. Ví dụ ở đây anh chị đang để số người phụ thuộc là một, thì qua đây cái thông tin người phụ thuộc mình phải khai báo vào. Thì đây là một cái điểm khác so với SME. SME giao diện thì nó nằm bên ngoài, có nghĩa là anh chị cất cất xong cái nhân viên đó anh chị mới ra ngoài khai báo. Còn đối với AMIS thì nó sẽ nằm trực tiếp trên cái khai báo nhân viên này luôn. Anh chị sẽ thấy nó có cái mục mới đây nè ha. Cái này là những cái tính năng gần đây AMIS mới bổ sung vào, nên là nó sẽ có cái chữ mới đây. Còn trước đó mà các anh chị mà thấy hồi xưa là nó sẽ không có cái thông tin này. AMIS mới đáp ứng gần đây thôi. Dạ chị Hồng Nhung, cái khoản phụ cấp ngoài lương thì hiện tại trên cái phần khai báo nhân viên này nó chưa có, nên là nếu mà lập bảng lương thì mình sẽ tự điền vào nha. Dạ mình sẽ điền trực tiếp trên bảng lương luôn ạ. Còn đây nó chỉ điền được cái lương thỏa thuận và lương đóng bảo hiểm thôi. Chị NTD lương thỏa thuận mình không điền cũng được nha chị, nhưng mà lát lên bảng lương nó sẽ để trống cái ô lương cơ bản á, thì chị cũng phải điền tay vào ở trên bảng lương nha. Nếu mà chị không muốn điền tay thì lát lên bảng lương mình tự điền tay vào. Đây, thông tin người phụ thuộc thì anh chị sẽ nhấn thêm người phụ thuộc nè. Dạ rồi, rồi mình sẽ điền quan hệ nha. Quan hệ thì mấy cái này là giống như SME hồi nãy em hướng dẫn, là con hay vợ chồng cha mẹ khác, tuy nhiên cái mối quan hệ này nó hơi ít ha. Dạ con đi. Rồi mình điền họ tên vào, tính giảm trừ từ tháng mấy năm nào đến tháng mấy năm nào. Để em mở cái bảng vào có sẵn cho bên mình nha. Rồi, ở đây ha, em ví dụ mở cái này lên đi. Rồi, mình sẽ điền ha, tính giảm trừ từ tháng mấy năm nào đến tháng, ở đây không bắt buộc nha. Mình cứ điền giống với cái chỗ mà anh chị đăng ký với cơ quan thuế, nếu cơ quan đăng ký với cơ quan thuế chỗ đến tháng này mình chưa điền thì mình để trống đây luôn. Rồi, ngày sinh, nếu có mã số thuế rồi mình điền vào. Giấy khai sinh hay là căn cước công dân hay là hộ chiếu gì đó mình chọn. Nếu điền giấy khai sinh thì phải điền thông tin khai sinh bên tay phải nữa giùm em. Rồi sau đó nhấn cất. Thì anh chị để ý nha, nếu ở đây em để là không đi ha, ở đây em có khai báo người phụ thuộc thì khi anh chị nhấn cất nè, đó phần mềm sẽ cảnh báo cho các anh chị.
là số người phụ thuộc được khai báo ở thông tin tiền lương là không, đang khác với số người ở danh sách người phụ thuộc là một một. Bạn có muốn tiếp tục cất nhân viên không? Anh chị nhấn có ha, và mở ra lại kiểm tra nha. Cảnh báo cho các anh chị nha, mình phải đọc cái câu cảnh báo đó để mình điền lại cho đúng như chỗ này giùm em. Anh chị HT thì mình hỏi là thông tin người phụ thuộc, nếu mình để tính giảm trừ từ năm nào đến năm nào thì sang năm tiếp theo mình có cần khai báo lại hay không? Dạ không nha chị. Nếu mà mình không có chỉnh sửa gì của nhân viên này hết thì nó sẽ lấy theo cái hiện có. Thì như hồi nãy nãy em có chia sẻ là khi mà mình lập bảng lương hoặc là lập bảng chấm công nè, phần mềm nó sẽ lấy theo cái hiện có đang khai báo trên danh mục. Nên nếu mà trên danh mục mình vẫn để như vậy thì nó sẽ lấy theo cái thông tin đó nó lên bảng lương cho mình. Dạ hết năm 2024 thì chị làm năm 2025. Nếu mà chị làm liên năm thì nó vẫn lấy theo cái danh mục này, hoặc là nếu chị tách dữ liệu qua năm sau á, thì nó vẫn lấy theo cái danh mục đang khai báo trên đây nha. Dạ. Dạ. Cái này thì hiện tại anh chị ACC mình hỏi là nó có tự ra mã số thuế nhập cá nhân không hả? Cái chỗ mà tiền lương ở trên Amis nó chỉ hỗ trợ những cái cơ bản thôi, nên là nó không có hỗ trợ được nhiều như bên Amis thuế thu nhập cá nhân. Đó là một cái phần ứng dụng chuyên sâu về Amis thuế thu nhập cá nhân rồi, nó sẽ có nhiều tiện ích hơn trên cái Amis kế toán này. Dạ. Nên là nó sẽ không có lên được cái chỗ mã số thuế này á, nó chưa có lên được đâu ạ. À, không lên được đâu, mình phải điền tay nha nha anh chị ACC. Dạ. Anh chị 6868 thì để bên em check lại xem cái thông tin này có hướng dẫn nào về cái phần này, bên em sẽ gửi lại cho mình nha. Dạ rồi, em đi tiếp nha anh chị. Rồi, sau khi khai báo nhân viên xong nè, mình sẽ coi lại cái ký hiệu chấm công ở đây ha. À, đó, nó cũng sẽ giống như bên SME. Và biểu tính thuế thu nhập cá nhân thì mình sẽ qua cái phần quy định lương. Quy định lương ở đây thì nó cũng giống như SME là nó có mức lương cơ sở, thì hiện tại là Amis đã cập nhật theo cái mức lương cơ sở mới nhất từ ngày 1 tháng 7. Từ ngày 1 tháng 7 ha, cũng như là mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội, mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp. Rồi. Số ngày tính công trong tháng cũng như số giờ tính công trong tháng là mình sẽ khai báo đây nha. Trước khi mà có thì anh chị có muốn chỉnh sửa lại cái số ngày chấm công của tháng đó nó khác với những tháng khác gì với tháng trước hay không thì mình sửa đây giúp em. Rồi tỷ lệ lượng hưởng lương làm thêm ban ngày, tỷ lệ hưởng lương làm thêm ban đêm, tỷ lệ bảo hiểm công ty phải đóng. À. Rồi thuế thu nhập cá nhân ha. Giảm trừ bản thân sẽ là 11 triệu đồng, giảm trừ người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng. Thuế suất cá nhân không cư trú sẽ là 20%, và thuế suất dành cho nhân viên thử việc nè, hoặc là nhân viên dưới 3 tháng, hoặc là nhân viên này là cá nhân cư trú không có ký hợp đồng lao động thì sẽ lấy thuế suất là 10%. Mình có chỉnh sửa gì thì mình chỉnh ở đây ha, sau đó nhấn đồng ý ạ. À. Rồi tiếp theo về phần tùy chọn nha. Tùy chọn thì mình sẽ thiết lập là có chấm công ngày thứ bảy hay không, là làm việc ngày thứ bảy là có hay không, làm việc ngày tự động ẩn ngày thứ bảy chủ nhật có hay không ha. Đó là phần chấm công. Còn về phần bảng lương thì mình sẽ thiết lập là lương cơ bản có dựa trên mức lương thỏa thuận hay không, hay là dựa trên mức lương cơ sở nhân với hệ số lương, thì mình sẽ tích chọn để lát nữa lập bảng lương nó lấy đúng thông tin trên danh mục nhân viên qua cho các anh chị. Rồi mình có muốn là hạch toán chi phí lương theo từng phòng ban hay không, hay là hạch toán chi phí lương theo từng nhân viên, thì mình sẽ tích chọn có và không ở đây.
Có, nếu mà anh chị muốn thiết lập chi phí lương theo phòng ban thì mình sẽ nhấn có đây nha. Rồi. Còn những cái còn lại sau đó mình nhấn cất. Dạ, chị NTD mình hỏi là bên chị là công ty bên xây dựng ha, nên có nhiều người lao động thời vụ cái quyết toán thuế nhập cá nhân họ ở phụ lục 05 gạch ngang 2, vậy em cho chị hỏi những nhân viên đó mình có phải khai báo vào nhân viên để vào bảng lương hàng tháng hay không? Dạ, đối với tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, anh chị phải có lên bảng lương thì nó mới vô được tờ khai quyết toán thuế nha. Còn nếu anh chị không có lập bảng lương thì khi mà lên quyết toán thuế ở các phụ lục này anh chị sẽ phải tự điền tay cái nhân viên đó vào. Dạ, nên là phải có lập bảng lương thì nó mới lên được số liệu nha anh chị. À, ví dụ như các anh chị mình lập bảng lương ở ngoài Excel hoặc là một cái ứng dụng nào khác ngoài Misa thì lúc mà lên tờ khai là anh chị phải tự điền tay vào những cái phụ lục đó. Tự tổng hợp lên, tự điền tay vào. Dạ. Còn có lập bảng lương trên Amis hoặc là SME thì nó mới tự tổng hợp thông tin qua được ạ. Dạ, anh chị mình hỏi là nhờ Misa hướng dẫn khai báo tài khoản chi phí lương theo phòng ban đúng không chị? Mình đang dùng Amis hay là SME ạ? À, anh Hiếu ơi, tuần sau bên em sẽ có hướng dẫn bên lĩnh vực xây dựng nha. Dạ, anh theo dõi lịch đào tạo của Misa, tuần sau là Misa sẽ có một buổi liên quan tới tính giá thành công trình đó, thì anh tham gia thêm nha anh. Dạ. Đây, buổi chiều thứ tư nha anh, buổi chiều thứ tư á. Dạ vâng ạ. À, tuần sau thì Misa sẽ có những cái buổi hướng dẫn riêng về giá thành, nó chuyên sâu về từng lĩnh vực á, mình tham gia nha. Dạ, có sản xuất nữa. Chị HH là mình đang dùng trên Amis đúng không ạ? Dạ rồi. Hồi nãy là em đã hướng dẫn cho mình vô cái tùy chọn này nè. Thì mình sẽ tích vô là ưu tiên hạch toán lương theo tài khoản chi tiết, chi phí thiết lập theo từng đơn vị rồi đúng không? Thì đây là khai báo trước nha. Mình sẽ thiết lập như vậy. Thì trước khi mà lên bảng lương, anh chị có thể là qua cái tab hạch toán chi phí nè. Nó có cái biểu tượng răng cưa ở đây. Thiết lập tài khoản hạch toán lương theo đơn vị, mình bấm vào. Đó. Rồi mình mới mở ra, mình khai báo nha. Anh chị sẽ thấy ở đây em có khai báo sẵn một số cái nè. Ví dụ nếu phân xưởng sản xuất, đây là những cái nhân viên mà trực tiếp sản xuất ra sản phẩm. Nên em sẽ đưa vào chi phí là 622, em sẽ điển đây là 622. Rồi, ví dụ phòng phòng kế toán em đưa vào tài khoản 62421 chẳng hạn. Đó, anh chị sẽ thiết lập ở đây nha, để chuột vô cái ô tài khoản chi phí lương nè. Thì tùy theo phòng ban nào, tài khoản chi phí nào mình thiết lập ở đây giùm em ha. Được không hai chị, anh chị ở nick HH nè.
Anh chị, iPhone mình dùng SME vậy, lát nữa lên bảng lương em sẽ hướng dẫn nha, nó sẽ nằm trong bảng lương luôn. Còn Amix thì nó sẽ nằm bên ngoài nha các anh chị. Dạ, Amix sẽ nằm bên ngoài đây. Dạ. Chị Trinh, mình hỏi là thông tin lương tháng này khác với tháng trước thì khai báo thế nào để không ảnh hưởng số lương của người đó ở tháng trước? À, nguyên tắc ở trên Amix cũng như SME ha. Khi mà anh chị đã lập bảng lương tháng 7 mình đã lập bảng lương tháng 7, ví dụ lương mình để trên đó là lương lương thỏa thuận là 15 triệu đi, mình lưu bảng lương tháng 7 rồi, cất bảng lương rồi à, thì sau đó qua lương tháng 8 thì người này tăng lên là 20 triệu chẳng hạn, thì mình vô danh mục nhân viên mình khai báo cái lương thỏa thuận của nhân viên này là 20 triệu, thì lúc đó anh chị lập bảng lương tháng 8 nó sẽ lên lương là của nhân viên này là 20, nhưng mà nó sẽ không có ảnh hưởng tới lương tháng 7, tại vì tháng 7 mình đã lưu cái bảng lương đó rồi thì nó sẽ cất theo cái số liệu đó, trừ khi nào anh chị xóa đi lập lại thì nó mới lấy theo cái số mới này. Nên chị Trinh thì mình đã cất bảng lương thì nó sẽ lưu theo cái số mà chị đã lập nha. Dạ, khi nào mà mình thêm mới bảng lương thì nó mới lấy theo cái số liệu mà đang khai báo trong danh mục hiện có. Nè, nên là những cái nào mình đã cất rồi thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng hả chị? Dạ, được không hả chị? Dạ anh chị chờ em xíu nha, tại hôm nay em hơi ho xíu. Dạ. Chị Hà, mình hỏi là hai cột phụ cấp quỹ lương và phụ cấp khác. Phụ cấp quỹ lương là mình điền phụ cấp đóng bảo hiểm phải không? À, em chưa có rõ cái câu hỏi của mình ha. Thì giờ em sẽ hướng dẫn cho các anh chị lên bảng lương nha. Vừa rồi là em chỉ hướng dẫn cho mình về khai báo danh mục thôi, chưa có lên được cái bảng lương nè, giờ mình bắt đầu lên nha. Rồi bây giờ em hướng dẫn lập bảng chấm công và bảng lương trên SME trước nha. À, các anh chị Amit mình theo dõi rồi mình em sẽ hướng dẫn trên Amit tiếp. Thì ở đây ha, chấm công này hiện tại là Misa không có bắt buộc anh chị phải lập chấm công trên một phần mềm, vẫn lập được bảng lương nha. Không chấm công thì mình vẫn lập được bảng lương. Còn nếu mình muốn lập bảng lương từ bảng chấm công thì vẫn được. Mình sẽ vô đây mình lập bảng chấm công. Thì mình sẽ nhấn thêm ha. Rồi em ví dụ thêm tháng 9. Em chọn phân xưởng sản xuất đi. À, không chọn hết đi ha. Rồi, mình sẽ tạo mới hoàn toàn hay là mình muốn lấy danh sách nhân viên của bảng chấm công khác mình chọn đây. Rồi, mình ở trên đây mình sẽ chọn là chấm công theo buổi hay là chấm công theo giờ, mình sẽ chọn phía trên ha. Rồi, đồng ý. Dạ, chị HH, chị chờ em xíu nha. Tại vì vô trong kia em sẽ hướng dẫn thêm cho chị nữa. Dạ. Cho bảng lương á, em sẽ hướng dẫn thêm nữa nha. Rồi, trên đây sẽ là bảng cuối của tháng 9. À, mặc định Misa sẽ tích cộng hết, có nghĩa là đi làm hết, trừ khi nào mình có phát sinh khác, ví dụ như là không có đi làm, mình nghỉ 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 phép nè, mình tích vào ô phép. Đó.
thì mình sẽ kéo qua bên tay phải ha. Ở đây Misa sẽ nghỉ phép thì vẫn được hưởng lương nha, thì vẫn tính đủ công cho anh chị. Nhưng khi nào mình có nghỉ 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 không hưởng lương á, ví dụ như là nghỉ con ốm đi, rồi rồi nó sẽ qua là nghỉ công không hưởng lương 100%. Thì này em lưu ý cho các anh chị chỗ này ha, số công hưởng lương 100% lương thì nó sẽ đưa vào đây, số công không hưởng lương 100% lương thì nó sẽ đưa vào đây. Không không hưởng 100% có nghĩa là hưởng 85 thì cũng đưa vào đây, hưởng 50 cũng đưa vào đây, hoặc hưởng hưởng không không bằng 100% nó sẽ đưa vào đây nha. Nên là nhiều khi là anh chị mình có những cái người lao động mà không có hưởng lương đủ 100% á, mà mặc dù người đó không phải là nghỉ nghỉ phép hay nghỉ gì hết, thì phần mềm nó vẫn thống kê vào đây nha, để nó tách bạch ra cái nào được hưởng toàn lương, cái nào không được hưởng toàn lương. Rồi còn ngoài ra thì có những cái chấm công khác thì nó sẽ tổng hợp bên này ha. Rồi thì sau khi mình thiết lập xong, anh chị nhấn cất, thì ngay tại đây anh chị cũng có thể xin bảng lương nè. Còn không thì mình có thể qua tiếp cái tổng hợp chấm công ở đây để mình thêm cái bảng tổng hợp chấm công từ cái bảng chấm công chi tiết hồi nãy mình đã làm. Thì nếu muốn thì mình sẽ tích vào ai vào đây nè, tổng hợp từ các bảng chấm công chi tiết và nhấn đồng ý. Chị Hà đúng rồi, hưởng 85 thì nó sẽ không có cộng vào cột hưởng 100% nha. Tại vì cái tiêu đề cột đó nó sẽ ghi thống kê cho mình là một bên là 100%, một bên là không phải 100%. Nên mình hưởng 85 thì nó phải qua cái cột là không hưởng 100% nha chị. Hiện tại là trên phần mềm đang hỗ trợ cho bên mình những cái cơ bản thôi. Còn nếu như mà doanh nghiệp của mình mà mình hơi đặc thù á, mình có những cái mà chi tiết, ví dụ như tính lương theo sản phẩm nè, thưởng theo sản phẩm, nó phức tạp á, thì anh chị nên làm ở bên ngoài, hoặc là anh chị có thể sử dụng những cái ứng dụng về tiền lương chuyên sâu, nó sẽ hỗ trợ hơn cho mình ha. Còn những cái mình làm trên phần mềm là những cái cơ bản thôi, tại vì đây là cái phần này là chuyên về cái phần hạch toán kế toán mình làm để mình có thể hỗ trợ lên những cái cơ bản thôi nha anh chị. Rồi sau khi qua cái bảng tổng hợp chấm sẽ thấy được là tổng hợp của những cái loại ký hiệu chấm công. Ví dụ hồi nãy anh này em có cho nghỉ con ốm một ngày nè, thì nó sẽ vào con ốm số 1 ha. Lương thời gian ngày, trong đó có một ngày nghỉ phép. Nó sẽ chi tiết theo từng cái ký hiệu chấm công, tổng hợp là bao nhiêu ngày của người này. Sau đó nó sẽ ra được số công hưởng lương 100% và số công không hưởng lương 100%. Rồi, sau đó mình sẽ nhấn cất ha. Anh chị không có lập bảng chấm công chi tiết, mình cũng có thể tự lập tổng hợp chấm công, mình tự điền vào cũng được, hoặc là mình có muốn nhập khẩu vào cũng được nha. Nhập khẩu đây vào. Thử việc ở đây, nếu mà chị muốn thiết kế theo một cái mẫu nào khác thì em chắc là phải làm ở ngoài. Còn về cái nguyên tắc ở trên phần mềm thì nó sẽ thiết kế lên như vậy á chị. Hoặc là lúc mà chị in mẫu, cái mẫu đó nó có sửa được cái tên cột cho chị hay không nha, nha chị Hà. Còn bản chất thì nguyên tắc thì nó không phải là hưởng 100% lương thì nó sẽ để là 85. Theo em thì nếu mà chị đã chọn cái loại hợp đồng là số 2 là ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì chị điền cái lương mà lương thử việc vô để cho bạn này được hưởng 100% lương thử việc. Ví dụ như lương chính thức là 15 triệu, nhưng mà nếu tính là 85%, em ví dụ nha, ví dụ đoán chừng là 10 triệu đi, lương thử việc chính thức là 15 mà thử việc là 10, thì khi mà chị lập bảng lương tại thời điểm thử việc, chị để cái lương thỏa thuận của bạn này là 10 triệu ở trên đó thôi, thì nó sẽ nhảy vào là hưởng 100% lương. Mình chọn cái ký hiệu là chấm công, là dấu cộng như bình thường, mình không cần phải khai báo riêng một cái TV nữa, thì như vậy nó sẽ vô được đúng cái cột 100% lương cho chị. Được không chị? Dạ rồi, thì sau khi lập bảng tổng hợp chấm công thì ngay tại đây mình cũng có thể bấm xin bảng lương từ cái bảng tổng hợp chấm công này ha anh chị.
Ở đây em anh chị em sẽ hướng dẫn qua tiếp cái phần tính lương cho mình luôn nha, cho nó nhanh. Rồi, mình sẽ nhấn thêm cái bảng tính lương ở đây. Thì em sẽ giới thiệu qua cho bên mình. Bảng tính lương ở đây khi mà anh chị bấm vào nhìn bên tay phải ở phía trên đây ha. Bảng lương thì nó sẽ có lương cố định, lương thời gian theo buổi, theo giờ và lương tạm ứng. À, ví dụ như hồi nãy em đã có lập bảng chấm công theo buổi thì giờ em lập lương thời gian theo buổi luôn. Hoặc là em có lập bảng chấm công theo giờ thì em lập lương thời gian theo giờ. Hoặc là không có lập bảng chấm công trên phần mềm, mình cũng có thể lập được bảng lương thời gian theo buổi hoặc là theo giờ. Mình sẽ tự điền tay cái số buổi trong tháng của người này là bao nhiêu, hoặc là theo giờ của người này là bao nhiêu, mình tự điền tay vào nếu mà không có lập chấm công trên phần mềm. Rồi, còn ngoài ra nếu mình không muốn dựa trên bảng chấm công thì mình có thể là lập bảng lương cố định. Rồi, em lập bảng lương cố định ha, ví dụ là bảng lương tháng 9. Tiếp theo phía dưới ha, em giới thiệu qua phần phía dưới cho bên mình. Tên bảng lương. À, ví dụ ở đây nó có phần tạo mới hoàn toàn với dựa trên bảng lương khác nè. Nếu anh chị muốn copy cái mẫu bảng lương của tháng 8 thì mình chọn dựa trên bảng lương khác và chọn đây là tháng 8. Còn nếu anh chị muốn tạo mới hoàn toàn thì bấm vào đây thì nó sẽ ẩn cái ô là dựa trên bảng lương tháng trước là bảng nào. Rồi em ví dụ dựa trên bảng lương tháng trước nha. Và tháng nào mà mình muốn copy qua. Và mình ở dưới nó có những cái thông tin là tự động thêm vào các nhân viên mới hay là lấy cả nhân viên đã ngừng theo dõi. Thì em không muốn lấy nhân viên nghỉ việc vào thì em không có tích vào ô này nha. Rồi sau đó nhấn đồng ý. Ở đây ha anh chị. Ở đây thì Misa sẽ thiết kế cho anh chị một số cột. Tuy nhiên thì nhiều anh chị mình muốn thêm cột nè, hoặc là mình muốn ẩn cột đi, hay là mình muốn sửa cái mẫu này lại theo cái đặc thù doanh nghiệp của mình. Thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách sửa mẫu và thiết lập công thức nha. À, nếu mà muốn thêm cột hoặc là ẩn cột thì anh chị sẽ tích chuột phải ở cái bảng lương phía dưới và mình sẽ chọn là sửa mẫu nha. Đấy là thiết lập hiển thị ha, nó sẽ có những cái cột trên phần mềm và cấu trúc bảng lương ở đây. Thiết lập hiển thị ở đây thì anh chị nếu như mà anh chị muốn thêm cột, em ví dụ anh chị muốn thêm cột phụ cấp hoặc là cột tiền ăn trưa hay là một cái cột kiểu số tiền thì ở đây mình sẽ có là cột kiểu số nha và cột kiểu tiền, mình phải chọn đúng giùm em. Nếu anh chị muốn điền số, số ở đây là số lượng ha, thì mình mới chọn cột kiểu số. Còn nếu anh chị muốn nhập cái này là nhập số tiền thì mình phải chọn cột kiểu tiền nha. Em ví dụ như tiền ăn đi trưa tháng thì em đang chọn là cột B55, cột kiểu tiền số 5 ha. Mình qua cái cấu trúc bảng lương ở đây thì nó sẽ có là B55 nè. Mình muốn đẩy nó qua bảng lương thì bấm vô cái dấu mũi tên đẩy qua và kéo xuống, nó nằm ở phía dưới cùng. Nếu anh chị muốn đẩy vô vị trí nào thì mình dùng bốn cái mũi tên này mình đẩy. Rồi, nó đang nằm dưới cái tiền ăn trưa thì mình muốn đẩy vô, mình bấm vô đây thì nó sẽ vô ha. À, được không anh chị? Bấm đẩy vô đẩy ra nha. Đó rồi, em chỉ demo cho anh chị mình xem thôi. Rồi, nhấn cất ha. Anh chị sẽ thấy nó có thêm cái cột tiền ăn trưa tháng nè. Và em ví dụ em nhập thử nha. À, em nhập ở đây là 500 ngàn đi. Anh chị lưu ý nha, ở đây nó đang là, em ví dụ người này đi, triệu số tổng ha, bây giờ em điền 500 vô nha. Nó vẫn là 10 triệu. Tại vì mình mới thêm cột thôi chứ chưa có thiết lập công thức cho cái cột tổng số này, là nó có cộng thêm cái cột vừa thêm. Nên là mình sẽ để chuột ngay chỗ cột tổng số, mình tích chuột phải, lập công thức cho cột. Rồi mình sẽ kiểm tra ha. Hồi nãy mình thêm cái cột đó là B55. Thì mình sẽ bấm dấu cộng ở đây. Chọn tới B55. Thì nó sẽ cộng thêm cái cột tiền ăn trưa tháng và mình sẽ nhấn cất.
Đó, nó sẽ nhảy thành 10 triệu 500 cho mình. Đây. Sau khi mà mình thiết lập công thức xong thì em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một cái nữa là mình quay lại cái chỗ lập công thức cho cột nha. Mình nhớ để chuột đúng nha anh chị. Để chuột ngay chỗ tổng số tới chuột phải lập công thức cho cột nè. Mình qua thiết lập phân bổ và hạch toán. Thì nãy có một số anh chị mình hỏi về hạch toán á, chi phí lương nó chưa đúng á, thì mình coi lại thêm chỗ này. Bây giờ mình sẽ xác định giúp em. Một là mình sẽ hạch toán theo từng cột lương ở đây. Từng cột nha. Còn một là mình sẽ hạch toán theo cái số tổng này. Ví dụ mình thiết lập theo từng cột rồi thì mình sẽ không hạch toán số tổng nữa. Còn nếu mình hạch toán số tổng rồi thì từng cột này mình sẽ không hạch toán chi phí lương. Em ví dụ bây giờ mình coi lại cái cột lương cơ bản ha. Đây, em đang thiết lập là hạch toán chi phí lương theo từng cột lương ở đây rồi. Em đã tích vào ô hạch toán chi phí lương nè. Thì do hồi nãy là thiết lập là hạch toán chi phí lương theo từng phòng ban. À, đây, một ban giám đốc là phòng kinh doanh, là phòng kế toán, phòng hành chính. Thì cái chỗ tài khoản nợ đây em sẽ để trống ha. Có nghĩa là em hạch toán theo từng khoản lương nhỏ và tài khoản nợ em sẽ để trống. Thì ngay chỗ tổng số này em sẽ không có tích vào hạch toán nữa. Sẽ lên hai lần đó nha anh chị, phần mềm mà anh chị vẫn tích ở đây hạch toán số tổng nữa. Lát nữa khi mà qua hạch toán chi phí lương, nó vừa hạch toán chi tiết từng khoản nhỏ và vừa hạch toán cái số tổng, thì cái phần hạch toán chi phí lương của mình nó sẽ bị double hai lần. Chị Hà thì cái chỗ phụ cấp thuộc quỹ lương là mình điền phụ cấp đóng bảo hiểm. Ở trên phần mềm nó có riêng một cái cột lương đóng bảo hiểm. Nói chung là chị phải tự xác định coi là lương đóng là bao nhiêu thì chị sẽ điền vào đây. Còn những cái cột phụ cấp này là những cái tiền lương mình sẽ trả cho nhân viên đó. Là những cái khoản này chưa có đóng bảo hiểm nha. Còn lương đóng bảo hiểm là bao nhiêu mình sẽ điền đây. Rồi lát nữa nó sẽ lấy tổng số này trừ cho những cái khoản khấu trừ là bao nhiêu, trừ cho cái số tổng khấu trừ ở đây để nó ra được cái số lương thực nhận nha chị. Chị NTD thì tùy theo đặc thù doanh nghiệp của mình muốn điền cái cột số đó là cột gì. À, ví dụ mình đang có những cái thiết lập giống như là tiền này thì nó sẽ bằng tiền thưởng đi, nó sẽ bằng số sản phẩm nhân với tiền thưởng theo một đơn vị sản phẩm, thì cái chỗ cột số sản phẩm mình sẽ điền là cột kiểu số. Hoặc là các anh chị mình hay điền là số ngày công á, số ngày công thì mình sẽ chọn là cột kiểu số nha chị. Dạ. À, cái này em chỉ điền demo thôi nha anh chị Hà. Em chỉ điền demo thôi nha. Dạ, điền demo cho các anh chị là mình muốn thêm cột gì thôi chứ không có bắt buộc là mình phải có những cột đó à. Dạ. Em chỉ điền demo thôi, giống như bữa trước em có sẵn tiền ăn trưa nhưng hôm nay em demo thêm cột này để cho mình thấy à. Bây giờ em ẩn đi nha. Dạ. Cái này em demo cho anh chị thôi, đừng đừng quan tâm đến cái chỗ này ha. Giờ em đẩy nó về nha. Bây giờ em cho cái này về bằng không đi. Rồi em đẩy cái cột tiền ăn trưa, ẩn cái cột này lại đi. Để cho các anh chị mình thấy về một cột nha. Đây, bấm vô đây là nó quay lại nè. Đó, đó nó chỉ còn một cột thôi. Tương tự mấy cái cột kia nó dư thì mình đẩy vô lại nha. Thì trước khi đẩy vô lại thì phải coi là có số tiền trên cái cột đó không thì phải xóa đi. Chứ không thôi nó vẫn ẩn ở trên bảng lương nha anh chị. Đó, thì giờ nó về còn một cột nè. Dạ. Dạ, anh chị nick Lenovo thì cột khoản phụ cấp là mình tự nhập tay nha. Dạ. Phụ cấp mình tiền tay. Hồi nãy giờ em lấy bảng lương từ bảng lương tháng trước nên nó mới à, chứ không thôi mình phải tự điền tay chỗ này nha.
À, mình điền tay tháng này rồi tháng sau các anh chị lấy số liệu qua. Em sao theo em với cái bảng lương mà em đang làm thì nó vẫn lấy qua được á. Rồi vừa em vừa rồi hướng dẫn cho mình là sửa mẫu nè, thiết lập hạch toán chi phí lương. Rồi tiếp theo thì mình sẽ qua lương đóng bảo hiểm nè ha. Rồi lương đóng bảo hiểm là phần mềm nó sẽ căn cứ vào mức lương đóng bảo hiểm này để tính ra nhân với cái tỷ lệ hồi nãy để ra bên đây. Rồi nó sẽ ra được cái thu nhập chịu thuế giảm trừ gia cảnh. Giảm trừ gia cảnh thì một người là 11 triệu nè, thì hồi nãy em có điền cho một số nhân viên là có một người phụ thuộc thì nó sẽ cộng 4,4 triệu vô là ra 15 triệu 400. Rồi thì cái thu nhập chịu thuế này là nó sẽ bằng tổng thu nhập trừ cho những cái khoản miễn thuế, rồi sau đó là nó mới trừ cho cái phần giảm trừ gia cảnh để nó ra được cái thu nhập tính thuế nha. Rồi từ cái thu nhập tính thuế này thì tùy theo là nhân viên này là nhân viên thử việc hay là nhân viên ký hợp đồng lao động trên 3 tháng thì nó sẽ nhân với thuế suất tương ứng là 0 phần là 10% hay là 20%. Bây giờ em test thử à. Đây. Ví dụ thu nhập tính thuế là 25 triệu thì cái anh này là nhân viên không cư trú thì nó sẽ nhân với 20% thì nó sẽ ra 5 triệu nè ha. Rồi, em ví dụ thêm một cái đi. Có anh nào mà nhân viên thử việc á, nhân viên nhân với 10%, phần mềm nó sẽ tự nhân theo cái loại loại hợp đồng mà anh chị khai báo trong danh mục nhân viên nha. Giảm trừ gia cảnh nè. Cho cái này là không. Đây, ví dụ người này ha, số thu nhập tính thuế là 10 triệu thì người này là nhân viên thử việc thì nó sẽ tính ra 10% là 1 triệu ha. Còn những nhân viên nào mà ký hợp đồng lao động trên 3 tháng á thì sẽ tính theo biểu thuế lũy tiến. Nó sẽ ra được cái thuế thu nhập cá nhân ở đây cho mình nha. Dạ, thì đây là trên Misa SMS. Sau thì phần mềm sẽ hạch toán chi phí lương cho các anh chị. Mình nhấn Z để hạch toán chi phí lương. Thì mình sẽ kiểm tra lại giúp em ha. Lương cơ bản nè. Do hồi nãy em thiết lập là nên nó sẽ đi theo từng khoản lương. Thì anh chị sẽ thấy nè. Ví dụ như phòng kinh doanh hay phòng hành chính nó sẽ hạch toán chi phí lương khác nhau là hai tài khoản khác nhau. Đó, thuế thu nhập cá nhân. Mình kéo qua đây mình xem ha. Rồi, sau đó mình nhấn cất là xong. Rồi, em hướng dẫn bên phần mềm Amis cho các anh chị luôn nha. Rồi, miss ha, mình cũng sẽ có chấm công, anh chị sẽ vô chấm công. Dạ có nha anh chị. Anh chị làm ngoài Excel bảng lương thì mình sẽ toán số tổng vào phần mềm, em sẽ hướng dẫn cho bên mình ha. Rồi ở đây mình cũng sẽ có chấm công theo buổi và chấm công theo giờ, và mình muốn chấm công tháng nào nè, và mình muốn tạo bảng chấm công dựa trên bảng chấm công khác hay không, anh chị sẽ tích vào đây nha. Và sau đó anh chị sẽ nhấn đồng ý. À do nãy em có lập rồi. Vậy. Ở đây thì anh chị sẽ chấm công ha, mình sẽ
Bấm vô đây nè, bấm vô cái cây viết này để mình chọn. Em ví dụ như là anh Trần Văn B đi. Nè, mình hôm nay con ốm đi, đó, nhấn đồng ý ha, chọn con ký hiệu con ốm và nhấn đồng ý. Thì lúc này mình sẽ kéo qua, mình sẽ thấy là anh B này có không hưởng lương 100%. Sau đó mình sẽ cất và mình đóng lại. Rồi, tiếp theo là mình sẽ qua tổng hợp chấm công nha. Mình sẽ nhấn thêm tổng hợp chấm công. Cái này là chấm công thì không bắt buộc nha anh chị. Dạ, anh chị muốn làm thì mình sẽ làm. Còn không mình sẽ lập trực tiếp bảng lương luôn. Rồi, em sẽ chọn là tổng hợp từ cái bảng chấm công chi tiết mà nãy em đã lập. Rồi, sau đó nhấn đồng ý. Thì ở đây anh chị sẽ thấy ha. Ví dụ hồi nãy là anh B nè, có một ngày là công không hưởng lương nè. Rồi mình kéo qua để mình xem là cái anh này một ngày ở đây nếu mà nó không hiện lên cái cột mà mình đang có thì mình có thể bấm vô tùy chỉnh giao diện ở đây ha để mình tích hiển thị lên giúp em. Rồi. Đây, ảnh có một ngày con ốm nè. Nó sẽ hiển thị ở đây. Còn ở ở bên ngoài này nó sẽ hiển thị là số tổng. Một ngày không hưởng lương 100% và số công hưởng 100% lương là bao nhiêu. Nó sẽ hụt hơn một ngày so với các bạn khác. Rồi sau đó anh chị sẽ nhấn cất và đóng lại. Tiếp theo thì mình sẽ qua phần tính lương. Thì khi mà anh chị nhìn quy trình đây là mình sẽ thấy cái đường đi của các bước ha. Thì hai cái bước ở đây thì mình sẽ làm có nghĩa là không bắt buộc muốn thì ở trên đây luôn, còn không thì mình có thể lập trực tiếp từ bước này luôn, tính lương. Thì tính lương đây các anh chị sẽ làm giống như SME, nó cũng sẽ có bốn loại là lương cố định, lương theo buổi và lương theo giờ, là hai cái này là lương thời gian nè. Mô cho anh chị là lương cố định không dựa trên bảng chấm công ha. Rồi em ví dụ là bảng lương tháng 9 em sẽ tạo dựa trên bảng lương tháng 8 chẳng hạn để nó lấy số liệu tháng 8 qua cho em luôn. Em có phải điền lại, không cần phải sửa mẫu lại. Rồi sau đó anh chị sẽ nhấn đồng ý. Anh chị THB mình hỏi là thêm cột lương phụ cấp vào đâu đúng không chị? Trên AMIS đúng không? Đúng không ạ? Rồi em sẽ hướng dẫn sửa mẫu trên AMIS nha. Trong trường hợp các anh chị muốn thêm cột hoặc là muốn ẩn cột nè thì mình sẽ nhìn ở bên đây nó có cái phần cấu trúc bảng lương. Anh chị bấm vào. Thì mình cũng đi theo cái nguyên tắc là giống S có cột kiểu số, cột kiểu tiền, ngoài ra nó có thêm cột kiểu chữ nữa nha. Cột kiểu chữ có thể là mình ghi chú, mình tạo thêm một cái cột ghi chú và mình điền chữ ở trong cái cột đó. Và nó có thêm một cái cột là cột kiểu tỷ lệ nữa. Với SME thì nó không có hai cái cột này nha. Kiểu tỷ lệ là mình sẽ điền phần trăm tỷ lệ. Mình sẽ xác định ngay từ ban đầu mình muốn nhập cái gì trước nha. Thì nếu mà anh chị nhập phụ cấp thì em thấy là nhập phụ cấp là điền số tiền nên là mình sẽ chọn số tiền nha, cột kiểu tiền. Rồi bây giờ em ví dụ là một cái cột phụ cấp bất kỳ đi nha anh chị, phụ cấp tiền. Sau đó anh chị sẽ nhấn đồng ý ha. Rồi anh chị sẽ để ý đó nha, ở đây nó có cái mấy cái ô nè. Anh chị thấy cái con chuột của em không? Kéo và thả để độ thay đổi vị trí. Nó có ba cái dấu chấm, chín cái dấu chấm ở phía đầu của cái cột đó. Ở đây nè anh chị thấy không? Mình sẽ kéo lên nha. Anh chị muốn di chuyển cái cột này nằm ở vị trí nào trên bảng lương thì mình sẽ kéo giùm em. Bấm vô đây, giữ chuột và kéo.
Rồi ví dụ em để sau cái cột phụ cấp khác đi. Sau cột phụ cấp khác ha, bây giờ em sẽ nhấn đồng ý nha. Đó thì nó sẽ có cái phụ cấp tiền mà em mới vừa thêm vào. Dạ. Phụ cấp xăng xe chị làm giống vậy luôn. Em đã có sẵn cái cột phụ cấp xăng xe này rồi, nếu chị muốn thì em sẽ chỉnh lại ha. Giờ em ẩn cái cột này đi. Bấm vô đây nè, anh chị cứ thêm tiếp theo thôi. Hồi nãy em mới có thêm cột phụ cấp tiền, giờ muốn thêm phụ cấp xăng xe thì mình chọn một cái cột kiểu tiền nữa đi. Kiểu tiền số 6 là tích vào. Và sửa lại cái tên đây. Phụ cấp xăng xe ha. Em đánh số 2 nha, tại vì nãy em đã có điền cái cột kia rồi. Em chỉ demo thêm cho anh chị cái này thôi. Rồi nếu mà anh chị chỉ thêm như vậy thôi, anh chị nhấn đồng ý nha. Tú ở phía dưới này nè, nên là lúc mà sửa thì mình kéo luôn cái cột đó lên trên giùm em nha. Mình đây phụ cấp xăng xe là cột kiểu tiền số 6, bây giờ mình để chuột ngay đây mình kéo lên. Bây giờ em ẩn cái cột phụ cấp xăng xe này đi nha. Rồi đồng ý. Đó, nó sẽ là phụ cấp xăng xe 2. Tại thì nãy em có cái cột số 1 rồi. Anh chị ACC mình hỏi nếu tiền tính thuế tiền ăn vượt 730k đúng không ạ? À? Rồi em sẽ hướng dẫn luôn nha. Anh chị đang làm trên Amis hay là SMB ạ? À? Amis đúng không ạ? À? Dạ. Với tiền ăn trưa thì cái số tiền được miễn thuế thu nhập cá nhân là phải dưới 730.000 đối với tiền ăn. Còn nếu vượt thì mình sẽ phải đóng thuế cái số tiền đó. Nên là sẽ có nhiều cách để cho anh chị sửa mẫu, thiết lập mẫu ở trên phần mềm Amis sao cho nó phù hợp. Thì em giới thiệu cho anh chị một cách. Nếu anh chị có cách nào khác hay hơn thì mình có thể sử dụng. Ví dụ mình có thể tách làm hai cột. Một cột là mình sẽ điền cái số tiền được miễn thuế đối với tiền ăn trưa. Em ví dụ anh này được 730.000 đồng tiền ăn trưa. Anh này được 800.000 là lố đúng không? Anh này ví dụ anh này là được 730.000. Nhưng mà mình cho người này tới 800.000, vậy nó lố 70.000 thì mình điền 70.000 lố đây. Coi như cái cột này là cột mà bị lố tiền ăn trưa nè. Rồi lố ha, cái chỗ 70.000 này là lố là phải đóng thuế nhập cá nhân nè. Thì anh chị sẽ kéo qua đây. Nó có cái cột là tổng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Thì ở đây em sẽ view lại cái công thức cho các anh chị xem nha. Cái cột thu nhập chịu thuế thì nó sẽ bằng tổng thu nhập trừ cho các khoản được miễn thuế. Các khoản miễn thuế ở đây nó sẽ bao gồm, ví dụ như phụ cấp ăn trưa thì không được quá 730.000 đồng một tháng. Vì vậy thì mình sẽ chỉnh lại cái cột thu nhập chịu thuế ở đây. À, thu nhập chịu thuế đây thì anh chị xem luôn nha, em hướng dẫn luôn cái phần lập công thức nha. Anh chị sẽ bấm vô cái chữ FX nè, công thức tính lương và thiết lập hạch toán, bấm vào đây. Và mình sẽ chọn đến cái cột thu nhập chịu thuế. Đây, tổng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. À, hiện tại thì nó đang bằng lương cơ bản cộng phụ cấp quỹ lương cộng phụ cấp khác. Thì mình sẽ cho nó cộng thêm cái cột phụ cấp tiền vượt hồi nãy, tiền vượt tiền ăn trưa á. Là hồi nãy em đang đặt tên là phụ cấp tiền nè, đúng không ạ? À? Chỗ cột phụ cấp tiền nãy em đang là để là 70.000 là cái số tiền vượt ăn trưa á, thì em sẽ cho nó cộng thêm vào, cộng phụ cấp tiền, và em sẽ không có cộng cái cột phụ cấp ăn trưa, tại cột phụ cấp ăn trưa này nó nằm trong các khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân, em không cộng vào. Đó, rồi mình sẽ nhấn kiểm tra công thức, nếu ok hợp lệ rồi mình sẽ nhấn đồng ý nha. Đó thì đây là cái phần sửa công thức, anh chị có thể sửa lại theo đúng cái nhu cầu thực tế của bên doanh nghiệp mình phát sinh nha. Thì chỗ này anh chị ở ACC mình nắm được các bước chưa ha? Mình sẽ tách làm hai cột giùm em nha. Tương tự những cái khoản nào anh chị xác định là miễn thuế thì mình sẽ không có cộng vào thu nhập chịu thuế ở cái cột tổng thu nhập chịu thuế ở đây. Dạ, anh chị NXACC mình nắm được các bước này chưa ha?
Hoặc là các anh chị khác á, mình lưu ý cái chỗ mà tiền ăn trưa này nha. Hoặc là sang tuần sau bên em sẽ có buổi hướng dẫn riêng cho bên mình về các khoản thu nhập không chịu thuế hoặc là các khoản miễn thuế, thu nhập cá nhân á, thì mình tham gia thêm giúp em nha. Thì tạm thời hôm nay em chỉ hướng dẫn về cái tiền ăn trưa là cái khoản được miễn thuế nè. Thì nó sẽ nằm, mình sẽ phải xác định coi là cái khoản thu nhập này có phải đóng thuế hay không thì mình mới cộng vào đây. Dạ rồi, thì đang ở cái phần thiết lập công thức thì em sẽ hướng dẫn luôn cho bên mình cái chỗ hạch toán chi phí lương. Anh chị sẽ xem ở đây ha. Cũng giống như SME thôi. Mình sẽ phải xác định là bây giờ mình hạch toán theo từng cái cột nhỏ này hay là mình hạch toán theo cái số tổng ở đây. Nếu hạch toán từng cột nhỏ thì không hạch toán số tổng nữa. Không thôi là nó sẽ bị lên hai lần. Thì mình sẽ bấm vô cái công thức thiết lập ở đây ha. Em ví dụ như là cột lương cơ bản đi. Anh chị bấm vô sửa công thức ở đây nè. Qua cái phần hạch toán chi phí lương. Thì ở đây em sẽ thiết lập ở trên Amid. Là trên Amid này em sẽ không có hạch toán cái khoản lương nhà toán trong cái phần tổng số luôn. Thì em sẽ tích vô là không hạch toán chi phí lương cái cột lương cơ bản này. Rồi em kiểm tra tiếp ha. Cột phụ cấp khác. Cột phụ cấp khác này em cũng sẽ thiết lập không hạch toán chi phí lương luôn. Vậy thì em sẽ thiết lập ở cái cột tổng số. Tổng số ở đây nó sẽ bao gồm lương cơ bản cộng phụ cấp, các khoản phụ cấp của mình. Sau đó mình bấm vào sửa công thức hạch toán chi phí lương. Thì ở đây anh chị sẽ chọn giúp em là tích vào hạch toán chi phí lương. Và mình sẽ để là có 3341 ha. Còn cái tài khoản nợ ở đây anh chị có thể để trống, nó sẽ lấy theo cái tài khoản hạch toán chi phí lương của mình. Và mình sẽ nhấn đồng ý nha. Trống lại. Và sau khi thiết lập xong số liệu rồi, anh chị sẽ nhấn cất. À, phần mềm sẽ hỏi là bảng lương chưa hạch toán, có muốn hạch toán không? Anh chị nhấn có giùm em. Chờ em xíu nha. À, chỗ này như em phải chọn cái này lại đó. Phải em bấm nhầm, bấm xóa đó. Tổng số. À, anh chị có thấy không, hồi nãy em có chọn tài khoản hạch toán chi phí luôn là 6421 đúng không? Tuy nhiên thì qua đây nè, nó sẽ hạch toán cái tổng số này qua 622, là tại vì hồi nãy em với anh chị có thiết lập là hạch toán chi phí lương theo từng phòng ban, thì em đang hạch toán cái này của em đã chọn ngay từ ban đầu là phân xưởng sản xuất là hạch toán qua 622, nên dù anh chị có để trong trong cái phần thiết lập công thức hồi nãy á, là 6421 thì nó vẫn sẽ hạch toán qua 622 cho mình nha. Nó đi theo cái phần mà thiết lập ưu tiên hạch toán chi phí lương theo từng phòng ban. Đó thì ở đây nó sẽ ra từng khoản cho mình là theo cái phần mà mình thiết lập theo từng phòng ban nha. Và nếu có phát sinh thuế thu nhập cá nhân nó sẽ đi qua 3335. Dạ, vừa rồi là em đã hướng dẫn xong cho mình về cái phần lập bảng lương, hạch toán chi phí lương. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh chị là phần nộp bảo hiểm, nộp bảo hiểm nè, nộp thuế thu nhập cá nhân. Thì anh chị sẽ bấm vào phần trả lương nộp bảo hiểm, còn nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có thì mình sẽ vô tiền gửi hoặc là tiền mặt để mình nộp nộp thuế ở đây. Đó, ví dụ em điền đây là 01 tháng 10 2024, là thuế thu nhập cá nhân mà mình vừa lập bảng lương khi nãy. Anh chị sẽ chọn vào để mình nộp thuế nha. SMB thì mình cũng thao tác tương tự giống như vậy. Rồi vừa rồi là em hướng dẫn cho mình là chị THB mình cần hướng dẫn lại thiết lập công thức lương đúng không chị? Chị dùng Amit hay sao ạ? Dạ Amis, dạ. Rồi em quay lại cái này em hướng dẫn lại các anh chị nha. Anh khi mà lập bảng lương mình nhìn bên tay trái là nó có cái chỗ chữ là FX đó, là công thức tính lương và thiết lập hạch toán, mình sẽ bấm vào đây. Bây giờ mình sẽ xác định coi mình thiết lập công thức nào. Ví dụ mình mới thêm cột thì mình phải để ý cái cột tổng số nó có cộng cái cột mà mình vừa vừa thêm hay không.
Đây cột tổng số tiền lương nè. À, nếu như mà nó chưa có cộng cái cột mình vừa thêm thì mình sẽ bấm vào đây sửa công thức. Em ví dụ hồi nãy em thêm là cột mình không nhớ thì mình có thể mình coi đây nè. Ví dụ hồi nãy cột phụ cấp sang xe là cột kiểu tiền số 6 mà ở đây nó chưa có thiết lập trong cái cột tổng số nên chị thấy không? Thì mình sẽ bấm vô dấu cộng và mình tích đúp vào cái cột phụ cấp sang xe thì nó sẽ nhảy lên đây. Đó. Ở đây thì nó sẽ điền cái mã cột nha. Còn cái diễn giải anh chị xem tham khảo bên đây. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra công thức. Công thức hợp lệ rồi, ok thì mình sẽ nhấn đồng ý. Rồi, đó thì cái cách thiết lập công thức nó sẽ là như vậy ha chị. Chị nắm được cái bước thiết lập công thức ở đây chưa ha? À, nói chung là mình phải rà lại từng cột. Tại vì em không có nắm hết được các bảng lương doanh nghiệp của mình là có những cột nào mình phải cộng cái cột vừa thêm. Nhưng mà chủ yếu là cái cột tổng số là cái trước tiên là mình sẽ phải cộng vào khi mà mình thêm một cái cột phụ cấp bất kỳ ở trong bảng lương của mình. Rồi. Cái nào mà có liên quan tới tiền lương, tiền công là mình sẽ đưa lên bảng lương nha chị. Chị công ty ATV nè. Dạ rồi, sau khi mình chỉnh sửa công thức lại rồi ha. Có cần em hướng dẫn lại cái chỗ hạch toán chi phí lương này không? Hạch toán chi phí lương đây, nếu mình xác định là mình hạch toán theo cái cột tổng số này, thì mình sẽ bấm vô cái cột tổng số mình sửa công thức. Mình qua cái tab hạch toán chi phí lương, mình tích vào ô hạch toán chi phí lương cho cột tổng số. Rồi, mình sẽ điền tài khoản nợ ở đây. Tài khoản nợ ha, mình điền tài khoản nợ là 642, 641 hay 622, tùy theo cái phòng ban, tùy theo mình muốn hạch toán cho tài khoản nào. Tuy nhiên nếu mà anh chị đã thiết lập là mình đã thiết lập là hạch toán chi phí lương theo từng phòng ban rồi thì anh chị có để cái tài khoản chi phí đây là tài khoản nào thì nó cũng lấy theo tài khoản chi phí của phòng ban mình nha. Dạ, chị ACC mình thiết lập như vậy cũng được nha chị. Cũng được ha, dạ. Tại vì em chỉ sợ là có nhân viên nào mình dưới 730.000 đồng tiền ăn cơm trưa á, thì nếu mà chị trừ như vậy thì sẽ bị thiệt cho những nhân viên đó. À, nó sẽ bị không đúng á. Nếu ai cũng là 730.000 đồng hết, thì ok, công thức này được. Còn nếu có người được 730, có người được 500, thì mình trừ như vậy thì nó sẽ bị nó sẽ không có hợp lý lắm. Dạ. Nếu người nào cũng được 730 thì chị thiết lập công thức như vậy là được nha. Hoặc là người nào cũng trang phục là 415 thì như vậy được. Không hạch toán chi phí lương là mình sẽ không hạch toán cho cột tổng số này. Bây giờ em demo cho chị xem cho nó rõ nha. Ví dụ bây giờ em để này là hạch toán chi phí lương đúng không? Bây giờ em lương cơ bản em cho nó hạch toán luôn là chị sẽ thấy nó bị đổi hai lần. Đây em đang để không hạch toán luôn, bây giờ em để hạch toán luôn. Em để 6421. Có 334 ha. Rồi, 3341 đi mới đúng. Rồi, đóng lại nha. Em cất ha. Rồi, bây giờ em hạch toán lương. Thì chị thấy không, nó lên hai lần nè. Trong cái tổng số này nó đã bao gồm lương cơ bản ở trong đây rồi. Mà nếu mà chị vẫn tích có hạch toán lương cơ bản thì nó sẽ bị lên hai lần. Đúng không? Nó bị lương lên hai lần cái cục lương cơ bản. 117 này nó đã bao gồm 115 ở trong. Nên là hồi nãy em mới hướng dẫn mình là mình chọn một trong hai cách để mình hạch toán. Anh chị iPhone 182 mình bị chìm là chìm công thức của cục nào nha. Sẽ có một số cột không có cho mình chỉnh công thức. Nếu không có chỉnh được công thức thì mình sẽ không có chỉnh được công thức cục đó nha.
chị muốn chỉnh cục nào thì mình chụp cái cục đó cho em xem, em sẽ xem lại coi cục đó như thế nào mà không không được sửa. Chị THB, mình hiểu nắm được cái chỗ không hạch toán như thế nào chưa ha? Tại vì chỗ này bên em đang mở ra cho bên mình để mình có thể dễ lựa chọn thôi. Dạ. Ha, dạ. Để em sửa lại nha chứ không mà nó sai. Em hạch toán hay số tổng? Thì em sẽ sửa lại cái cục lương cơ bản ở đây nè. À cái chỗ này có nhiều khi anh chị chưa có bấm sửa bảng lương không? Bấm vô sửa nha. Anh chị ở nick hồi nãy mà báo không có sửa được công thức á. Bị chìm á anh chị, anh nick iPhone 182 nè, mình coi mình nhấn vào sửa bảng lương chưa nha. Sửa bảng lương rồi vô đây á, cái lúc này nó mới nổi lên được. Lương cơ bản nè, bấm sửa công thức nè. Rồi, em tích không hạch toán chi phí lương nha. Rồi, em nhấn cất. Rồi, có. Đó, thì nó chỉ hạch toán cái tổng số thôi, nó không bị đổi cái kia lên nha chị. À, chị Star, anh chị Nick Star ghi sổ báo không có đối tượng tập hợp chi phí đúng không ạ? Cái này nó thêm một cái khác nữa nha. Và đối tượng tập hợp chi phí là mình phải phân bổ lương nữa. Một, nếu mà những cái lương này của mình đưa hết vô một đối tượng tập hợp chi phí thì mình sẽ chọn ngay đây nè chị. Chọn đối tượng tập hợp chi phí ngay đây. Tại vì mình hạch toán liên quan tới 622, chi phí nhân công này mình có xác định được chính xác đưa vào cái đối tượng tập hợp chi phí nào hay không thì mình chọn. Còn nếu mình chi phí nhân công này là mình làm chung cho nhiều phân xưởng hoặc là nhiều cái đối tượng tập hợp chi phí, mình sẽ phân bổ khi tính giá thành thì mình sẽ để trống vô đó thì mình sẽ nhấn cất luôn. Còn nếu mình xác định được thì mình chọn ngay đây nha. Chọn ngay đây. Được không ba chị? Chị Anista nè. Chị iPhone 189 mình bấm sửa bảng lương giùm em nha. Có thể mình đang lưu bảng lương á. Mình đang cất bảng lương rồi nên nó không có cho sửa, nó mờ hết á anh chị. Giống em hồi nãy á. Nè, em quay lại nha. Mình bấm vô cái nút sửa dưới đây nè. Mở bảng lương ra sửa giùm em ha. Sửa xong rồi mình mới sửa được công thức bảng lương ha. Phân bổ lương, bấm vô đây nè anh chị. Nếu mà mình phân bổ lương thì mình bấm vào đây nha. Mình sẽ muốn phân bổ lương theo đơn vị hay là theo nhân viên. À, đơn vị thì nó dễ, nó gom chung với mình hỏi cần chọn từng nhân viên. Theo em thấy là anh chị chọn đơn vị là nhiều quá. Rồi đồng ý. Đơn vị thì anh chị sẽ thấy nó gom lại theo một một cái phòng ban, còn nhân viên thì nó sẽ tách ra ha. Do hồi nãy em lập bảng lương này chỉ có một phòng ban thôi nên anh chị không có thấy nhiều để mình phân bổ được. Rồi nếu mà nhân viên thì nó sẽ tách ra từng nhân viên. Thì ở đây đối tượng phân bổ nè, anh chị muốn đưa vô tính giá thành cho cái đối tượng tập hợp chi phí hoặc là công trình nào thì mình sẽ chọn ở đây. Ví dụ nhân viên này là tháng này họ đi thi công ở công trình A, mình chọn này. Công này sẽ đưa vào chi phí của công trình A. Nhân viên này thì của công trình B hay là của cái phân xưởng sản xuất nào thì mình chọn đây. Được không thông qua anh chị? Cái này là em hướng dẫn thêm nha cho các anh chị ở lĩnh vực tính giá thành á. Anh chị HT là mình nắm được cái bước phân bổ lương này chưa ha? Một nhân viên đi nhiều công trình thì mình phải tách ra làm nhiều dòng á chị. Để em coi có tách được nhiều dòng không. Ở đây không biết nó có cho tách không nhỉ? Thêm dòng nè, anh chị để chuột ngay đây nè nha. Thêm dòng ngay bên dưới nè. Đó, rồi mình phải tự phân chia ra giùm em. 50, thì nó sẽ tự chia ra ở dưới đây 50. Miễn sao tổng cái tỷ lệ của nhân viên này là 100% nha chị. Rồi mình chọn ra công trình khác. Đó. Được không hả chị? Dạ. Tin thì các khoản không tính thuế thì mình tham khảo thêm trên link của Trang gửi, hoặc là sang tuần sau Misa có buổi chia sẻ về cái nội dung này thì mình tham gia thêm nha. Anh chị nào dùng SME thì ở dưới đây nó sẽ có cái phân bổ lương nè. Mình cũng tương tự như Amis ha.
Đây chị, mình phải chưa có hạch toán chi phí luôn nha, xóa xong rồi mình bấm vô đây y chang Amit ha các anh chị, bấm vô rồi đồng ý. Nếu mà muốn hạch toán cho một người nhiều dòng thì thêm dòng tích chuột phải, mình thêm dòng nha, rồi mình sẽ chọn đối tượng phân bổ khác. Do ở đây em chưa có khai báo công trình hoặc là chưa có khai báo đối tượng tập hợp chi phí á, nên nó không có hiện ở đây ha, nó chỉ hiện phòng ban thôi. Dạ được không anh chị, ở nick iPhone 176 nè, mình làm như em vừa hướng dẫn nha. Dạ em đi tiếp vào những nội dung tiếp theo nha anh chị. Dạ nếu không thì sẽ không có kịp cho các anh chị nè. Thì sau khi mà anh chị mình lập được bảng lương thì mình sẽ lên được cái tờ khai với thu nhập cá nhân mẫu theo tháng hoặc là theo quý. Dạ rồi anh chị lập bảng lương xong ha, thì mình sẽ vào phân hệ thuế ở đây, mình sẽ vào tab thuế và mình sẽ thêm thu nhập cá nhân mẫu 05KK. Thì hiện tại là mình sẽ đi theo thông tư số 80 nha. Rồi, em ví dụ đây là hôm nay là hạn cuối mình nộp tờ khai tháng 8 năm 2024 nè. Thì ở đây em sẽ chọn tờ khai tháng 8. Thì anh chị đang lấy số liệu theo bảng lương của tháng mấy, mình sẽ chọn ở đây. Ví dụ trong tháng 8 mà mình trả lương cho bảng lương tháng 7 thì mình sẽ chọn là lấy số liệu theo bảng lương tháng 7. Còn nếu tháng 8 mình trả lương đúng tháng, ngày 28 tháng 8 mình trả lương cho tháng 8 thì mình sẽ chọn mình lấy theo số liệu bảng lương tháng 8 ha. Rồi, sau đó mình sẽ nhấn đồng ý. Thì nếu có lập bảng lương trên phần mềm thì phần mềm nó sẽ tự lấy số liệu lên cho các anh chị. Tự lấy số liệu lên. Còn nếu anh chị không có lập bảng lương trên phần mềm mà anh chị lập ở ngoài Excel hoặc là một cái ứng dụng khác thì ở đây nó sẽ lên số 0 hết và anh chị sẽ phải tự điền số liệu vào. Dạ, mình sẽ lấy cái bảng lương của mình để mình thống kê số liệu vào đây giùm em. Thì tờ khai tháng thì nó khá đơn giản thôi, nó chỉ có một số chỉ tiêu liên quan tới việc là anh chị kê khai tổng số người lao động trả lương trong tháng này là bao nhiêu, trong đó những người nào là cư trú và có hợp đồng lao động là bao nhiêu, và tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế là bao nhiêu, trong đó cá nhân cư trú bao nhiêu và cá nhân không cư trú bao nhiêu, rồi tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân là bao nhiêu. À, tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thì ở đây là bao gồm cả cá nhân cư trú và không cư trú, mình tách ra nè, rồi số tổng mình nhập ở trên, sẽ tự động tổng hợp ở trên cho mình ha. Bảo hiểm, trong đó tổng thu nhập chịu thuế từ phí mua bảo hiểm nhân thọ thì cái này anh chị phải tự xác định và điền vào, chứ phần mềm nó không có số liệu để tự thống kê lên cho mình được. Cũng như là tổng thu nhập chịu thuế miễn theo quy định của hợp đồng dầu khí nè, nếu có phát sinh mình đi. Rồi chỉ tiêu 26 thì nó sẽ bằng 27 cộng với 28 lên là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế. Có nghĩa là trong bảng lương này có bao nhiêu cá nhân phải đóng thuế thì mình sẽ thống kê những cá nhân đó lên cái chỉ tiêu 26, 27, 28. À, chỉ thống kê số liệu của những cá nhân đóng thuế trong kỳ thôi nha. Rồi, tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ thì trong đây tổng số thuế của các cá nhân đóng thuế là bao nhiêu. Lưu ý ha, cái này là tổng thu nhập chịu thuế, còn cái này là tổng số thuế đóng. Hai cái chỉ tiêu này số liệu nó khác nhau nha. Rồi thì đó là em giới thiệu sơ qua cho mình về cái tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý. Thì mình xem để mình lên số liệu và mình nộp tờ khai cho đúng hạn nha anh chị. Hôm nay là hạn chót rồi của cái tháng 8. Còn đối với Amis thì em sẽ giới thiệu. Chờ em xíu nha, nó đang load.
À, anh chị nào mà mình hồi nãy là mình không có lập bảng lương trên phần mềm á, thì nó không có lập bảng lương thì mình sẽ phải tự hạch toán tay ha. Dạ thì trong thời gian mà chờ cái admit slot thì em sẽ hướng dẫn luôn cho mình. Trường hợp mình hạch toán mình lập bảng lương ở ngoài Visa thì khi mà hạch toán vào phần mềm anh chị sẽ có 4 bước. Thứ nhất là hạch toán chi phí lương, thứ hai là hạch toán chi phí bảo hiểm, thứ ba là thanh toán lương và thứ tư là thanh toán bảo hiểm. Về phần hạch toán chi phí lương thì anh chị phải tự xác định tổng số chi phí lương kỳ này mình hạch toán là bao nhiêu. Thì mình sẽ vào chứng từ nghiệp vụ khác, mình sẽ hạch toán giúp em. Mình phải tự xác định được là 622 là tổng số lương là bao nhiêu tiền, 627 bao nhiêu tiền, 641, 642 bao nhiêu tiền. Tùy theo doanh nghiệp của mình ha. Nếu doanh nghiệp mình là doanh nghiệp sản xuất thì mình sẽ có phát sinh của 622 hoặc 627. Và những cái nhân viên quản lý, nhân viên kinh doanh là 641, 642 tương ứng. Còn nếu anh chị nào mà mình là doanh nghiệp thương mại, không có sản xuất thì mình chỉ có phát sinh chủ yếu qua 641 và 642. Và có, đây là có 334 ha. Và tiếp theo về hạch toán chi phí bảo hiểm. Hạch toán chi phí bảo hiểm mình cũng làm trong chứng từ nghiệp vụ khác. Mình sẽ hạch toán thứ nhất là trích các khoản bảo hiểm kinh phí công đoàn trừ vào chi phí doanh nghiệp, có nghĩa là cơ quan mình đóng bảo hiểm cho nhân viên. Trích từ cái này là cơ quan đóng ha. Thì sẽ là nợ tài khoản chi phí và có 338 tương ứng theo bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế hay bảo hiểm thất nghiệp là kinh phí công đoàn. Rồi trích bảo hiểm trừ vào lương của người lao động thì mình sẽ đi qua nợ 334 và có 338. Thì anh chị nãy là mình có hỏi nếu mà mình trích ở đây thì phải coi lại ha. Cái chỗ mà hạch toán tổng số lương ở đây nè. Tổng số lương ở đây là đã bao gồm các khoản trích từ lương rồi nha. Dạ, giống như mình hạch toán cái phần tổng số vậy đó. Tổng số này chưa có trừ bảo hiểm. Thì dưới đây mình mới trích ra cái khoản trừ bảo hiểm nè. Nợ 334 ha. Rồi, còn cái phần thanh toán lương thì tùy theo ha. Bây giờ chủ yếu là mình sẽ thanh toán qua ngân hàng. Thì nếu thanh toán qua ngân hàng thì anh chị sẽ làm trong ủy nhiệm chi. Vào phân hệ tiền gửi là ủy nhiệm chi hoặc là vào phân hệ ngân hàng là ủy nhiệm chi. Còn ví dụ như mà một số mình trả qua tiền mặt. Ví dụ nhân viên này làm có mấy ngày nghỉ việc à, nên là mình thanh toán qua tiền mặt chẳng hạn. Chưa có tài khoản ngân hàng gì hết thì mình sẽ làm trong phiếu chi là nợ 334 có 111. Về phần thanh toán bảo hiểm thì cũng làm tương tự. Nếu mình chuyển khoản thì mình làm trong ủy nhiệm chi và mình sẽ toán là nợ 338 và có 112. 338 đây thì anh chị sẽ tách ra chi tiết cho em là bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn nha. Đó, thì như vậy là anh chị sẽ hạch toán chủ yếu là ngoài chứng từ nghiệp vụ khác nha anh chị. Chủ yếu là ngoài chứng từ nghiệp vụ khác. Thì khi mà anh chị làm ở ngoài Excel á, anh chị làm ngoài Excel, anh chị lên tờ khai thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm á, thì sẽ lưu ý giúp em đó sẽ lên số liệu là không hết. Thì mình phải tự xác định và mình điền tay vào ha anh chị. Mình điền tay vào. Còn anh chị nào mà có lập bảng lương thì nó mới tự động thống kê số liệu lên cho các anh chị. Rồi. Rồi, anh chị nào dùng Amis ha, để lập được tờ khai thuế thu nhập cá nhân thì anh chị vào phân hệ thuế nè. Mình bấm vô cái mũi tên lập tờ khai ở đây. Và mình sẽ chọn giúp em là tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05KKTNCN. Có anh chị nào mình không thấy được cái tờ khai này không? Không thấy thì không thấy thì mình sẽ bấm vô phần đăng ký tờ khai sử dụng ở đây. Mình coi là mình có tích vô tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05KK chưa nha. Nhiều khi anh chị không có tích á, mình lập tờ khai mình không thấy nè. Tích vô đây. Và nếu như mình khai theo tháng thì mình chọn giúp em là tháng. Còn mình khai theo quý thì mình sẽ chọn đây là theo quý nha. Rồi. Em ví dụ tháng nha. Rồi mình quay lại ha. Sau khi đăng ký tờ khai xong, mình sẽ vô cái phần lập tờ khai đây.
và mình sẽ chọn giúp em là tờ khai thuế thu nhập cá nhân 05KK. Rồi cũng giống như SME ha, mình muốn lập tờ khai của tháng mấy mình sẽ chọn ở đây. Thì đang đến hạn lập tờ khai tháng 8 là em sẽ chọn tờ khai tháng 8. Rồi lấy số liệu dựa trên bảng lương tháng mấy. Nếu như mình trả lương tháng 8 vào ngày 28 tháng 8 hay 9 tháng 8 nó cùng trong tháng 8 thì mình sẽ chọn là tháng 8 luôn. Còn nếu mình trong tháng 8 này mình trả lương cho tháng 7 vừa rồi, có nghĩa là bảng lương tháng 7 thì mình sẽ trả vào ngày 5 tây tháng 8 chẳng hạn. Thì như vậy là mình sẽ lấy số liệu dựa trên bảng lương tháng 7. Sau đó anh chị sẽ nhấn đồng ý ha. Rồi, thì nó sẽ ra cho anh chị là tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 8 và sẽ lấy số liệu dựa trên cái bảng lương mà mình vừa chọn khi nãy. Thì cái cách lấy số liệu chủ yếu là nó sẽ lấy từ bảng lương mình lên, trong bảng lương đó đang có tổng số người lao động là bao nhiêu, trong đó cá nhân cư trú có hợp đồng lao động là bao nhiêu, và tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế là bao nhiêu ha. Nó sẽ tách ra là cá nhân cư trú nè, cũng như là không cư trú. Rồi. Thì các thông tin trên số liệu này em chia sẻ thêm ha. Anh chị có thể đối chiếu với cái bảng tổng hợp tiền lương để mình so sánh lại cái số liệu của mình. Ví dụ anh chị có lập bảng lương trên phần mềm, mình sẽ vào một báo cáo đây nè, tiền lương. Mình sẽ in là bảng tổng hợp lương nhân viên. Hồi nãy em chọn là tháng 7 đúng không? Thì ở đây mình sẽ chọn là tháng 7 nha. Tờ khai tháng 8 nhưng mà lấy trên số liệu của bảng lương tháng 7. Thì ở đây anh chị sẽ thấy được ha. Thu nhập chịu thuế nè. Và có cái số tổng ở dưới này. Số tổng. Giảm trừ gia cảnh có số tổng. Rồi các khoản khấu trừ tổng thu nhập tính thuế và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Thì mình có thể so sánh lại với cái tờ khai mà mình đã lập. Trên SMB anh chị cũng có cái báo cáo này để cho anh chị kiểm tra đối chiếu lại nha. Rồi em ví dụ là tờ khai tháng 8. Đây. Thì ở đây ha, ví dụ tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân là 115 triệu đúng không ạ? Thì mình sẽ coi đây, đây đúng 115 triệu. Rồi tiếp là cá nhân cư trú là 90 triệu. Ở trong đây em có đánh dấu anh này là không cư trú nè. Vậy thì em sẽ loại anh này ra. Loại này ra ha, bỏ cái chữ KCT vô là không cư trú, không không chứa lọc, thì nó sẽ ra là 90 triệu nè. Anh chị đối chiếu lại để coi số liệu nó có lên chính xác không. Thì cá nhân không cư trú là 25 triệu. Còn doanh nghiệp của mình không có muốn ai là người lao động nước ngoài hết á, tất cả là người Việt Nam có cư trú hết, thì mình dễ so sánh mà không cần phải lọc gì hết. Tương ứng ha, tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện thì thuộc diện phải khấu trừ thuế là có nghĩa ở đây những cái cá nhân nào có đóng thuế trong kỳ. Bây giờ em bỏ lọc nha. Đây, thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ nè. Thì ở đây ai cũng đóng thuế hết. Ai cũng đóng thuế hết nên là thành ra là nó sẽ bằng 115 luôn. Và tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ nè, thì ở đây là 9 triệu. Trong đây có cái anh này là không cư trú nè là 5 triệu, thì mình sẽ trừ ra 5 triệu. Thì còn lại là 4 triệu của những cá nhân còn lại. Anh chị ở Nick Lenovo, công ty nợ lương tháng 7, tháng 8 và đến ngày 5 tháng 9 công ty trả lương cho tháng 7 và 50% của lương tháng 8. Thì phần mềm có tính năng hiện tại là phần mềm chỉ lấy được một bảng lương theo tháng. Anh chị đang lập bảng lương theo tờ khai theo tháng là theo quy mình đang lập tờ khai theo tháng hay là theo quý anh chị? Nếu theo tháng thì nó chỉ có lấy được bảng lương của một tháng thôi. Có anh chị lập theo quý đúng không ạ? Dạ.
Rồi rồi, em trả lời cho anh chị Lê luôn. Thứ nhất là cái phần mà chị có phần nợ lương nè. Nếu mà chị làm như vậy thì trên bảng lương của tháng này chị phải kê khai vào là lương của những tháng trước vào thì nó mới lấy được, còn không thì nó sẽ không lấy được đâu, chị phải tự điền tay vào nha chị. Có nghĩa là tờ khai thuế thu nhập cá nhân nó sẽ đi theo cái số mà chị thực trả trong kỳ, nó đi theo số thực trả, nên là nếu mà chị có lập được bảng lương mà chị điền được là số thực trả trong kỳ và cái số thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu thì nó sẽ dựa theo cái bảng lương đó để nó lên tờ khai. Còn nếu mà bảng lương mình không có mô tả được như những gì ở đây mà chị trả sẽ không lên được, và chị sẽ phải tự điền tay vào nha chị. Dạ, còn tờ khai theo quý thì để em đổi lại nha, em xóa cái tờ khai tháng ra. Rồi để em đăng ký lại tờ khai ha. Em chọn đây là theo quý. À, nếu mà tờ khai theo quý thì khi mà anh chị bấm vào lập tờ khai. Rồi, em chọn là tờ khai 05KK ha. Ví dụ quý 3. Thì khi quý 3 thì ở đây quý thì nó sẽ có thêm một cái cho anh chị là từ tháng nào đến tháng nào. À, ví dụ anh chị trả lương lịch kỳ đi tháng 7, mình trả lương cho tháng 6. Thì từ bảng lương tháng 6. Vậy là tháng 7 trả lương cho tháng 6, tháng 8 thì trả lương cho tháng 7 và tháng 9 trả lương cho tháng 8. Vậy thì số liệu để lên tờ khai quý 3 thì từ tháng 6, từ bảng lương tháng 6 cho đến bảng lương tháng 8 nha. Đúng mà, từ bảng lương tháng 6 cho đến bảng lương tháng 8. Đó, anh chị sẽ chọn lịch kỳ như vậy. Còn cái việc mà mình nợ lương mà chưa trả theo số hợp lĩnh đó thì cái đó phần mềm sẽ không có căn cứ được, nên là nếu mà có phát sinh như vậy thì mình sẽ phải tự xác định và điền tay lại giúp em ha. Ngay cả tờ khai quyết toán năm cũng vậy, nó sẽ lấy theo cái số anh chị thực trả chứ không có tính theo cái phần nợ lương nha. Dạ. Rồi, sau đó mình sẽ nhấn đồng ý. Đó, thì nó sẽ đi theo quý. À, nó sẽ có cái phần để cho anh chị lựa chọn ha. Với SME cũng tương tự nha, nó cũng sẽ, nếu mà quý thì nó sẽ có cái phần cho anh chị là lựa chọn lập từ bảng lương tháng nào đến bảng lương tháng nào. Còn nếu mà mình nợ lương như vậy thì mình phải tự chỉnh tay sửa lại giúp em ha. Dạ, vừa rồi thì em đã hướng dẫn xong tất cả các nội dung trong buổi sáng ngày hôm nay cho bên mình. Dạ, thì tuần sau thì Misa vẫn có một buổi chia sẻ cho anh chị riêng về cái phần thuế thu nhập cá nhân này. À, sẽ chia sẻ cho các anh chị một số cái khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân nè. Thì hồi nãy trong phòng Zoom thì cũng có anh chị mình hỏi á, thì mình có thể tham gia tiếp vào cái buổi sáng thứ ba tuần sau. Và sẽ lưu ý lại cho anh chị một số điểm ở trên tờ khai thuế nhập cá nhân hàng tháng hoặc là hàng quý là mình có phải nộp hay không. Thì hôm nay đến hạn nộp rồi, em điểm lại cái hạn nộp tờ khai của tháng 9 2024 cho bên mình lại nha, là hôm nay là ngày cuối cùng rồi nha, chậm nhất là ngày 20 tháng 9 nè, tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 8, thuế giá trị gia tăng tháng 8, hôm nay là hạn cuối. À, và cái tờ khai này có phải nộp hay không thì anh chị xem lại về quy định giùm em. Bên em có đính kèm trên slide bài giảng cho bên. Tuy nhiên em sẽ nhắc lại thêm một lần nữa về tháng quý nào nè có trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, có nghĩa là có trả lương nhưng mà không có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, có nghĩa là trong cái bảng lương đó không có ai phải đóng thuế hết, thì tháng quý đó mình sẽ không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Anh chị tham khảo tại nghị định số 91 năm 2022 NĐ-CP. À, tham khảo tại nghị định này có nghĩa là có trả lương nhưng mà không ai đóng thuế hết thì mình có thể không cần tháng quý này. Còn nếu có đóng thuế, một người đóng có đóng thuế thì mình cũng phải nộp tờ khai nha. Rồi về còn nếu như mà tháng quý nào không phát sinh trả thu nhập chịu thuế nhập cá nhân, có nghĩa là tháng này quý này mình không có trả lương cho ai hết thì tháng quý đó không có phải nộp tờ khai với thu nhập cá nhân mẫu 05KK.
thì mình tham khảo tại công văn số 2393 của Tổng cục Thuế nha. Đó là một số điểm em lưu ý thêm cho anh chị trong cái thời điểm anh chị nộp tờ khai theo tháng hoặc là theo theo quý ạ. Theo quý thì chưa đến hạn nha. Có tháng 9 này thì mình mới bắt đầu là qua tờ khai quý. Thì anh chị có thể tham gia tiếp vào những buổi chia sẻ của bên em vào thời điểm tháng 10 hoặc là cuối tháng 9 tuần sau ạ. Dạ, phía bên trang có gửi lại tài liệu bài giảng cho bên mình ha. Mình có thể xem thêm giúp em. Tuần sau thì Misa sẽ có hai buổi tổ chức cho anh chị về tính giá thành nè. Tính giá thành loại hình sản xuất vào chiều thứ hai và tính giá thành dành cho xây dựng, lĩnh vực xây dựng nè, công trình. Là sẽ hướng dẫn cho các anh chị từng bước các anh chị nhập trên phần mềm á. Thì anh chị sẽ tham gia vào chiều thứ hai và chiều thứ tư nha. Và sáng thứ hai thì sẽ hướng dẫn cho anh chị chuyên sâu về công cụ dụng cụ và chi phí trả trước. Sáng thứ ba thì sẽ hướng dẫn về chi thuế thu nhập cá nhân. Sáng thứ tư thì sẽ hướng dẫn cho các anh chị là một số cái quy định về chi phí và thời điểm xuất hóa đơn, cũng như là khi mà anh chị có mua hàng có hóa đơn từ 20 triệu trở lên, mình phải lưu ý về cái hình thức thanh toán như thế nào. Sáng thứ năm thì sẽ hướng dẫn mình lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Cái báo cáo này các anh chị tham gia để mình có thể ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 3 nha. Buổi chiều hướng dẫn cho các anh chị một số vấn đề liên quan tới doanh thu. Và anh chị nào mà đang có cái lĩnh vực xây dựng á, giá thành xây dựng, mình tham gia tiếp luôn cái buổi chiều thứ năm, xác định doanh thu khi quyết toán công trình này nha. Và sáng thứ sáu thì Misa sẽ hướng dẫn cho các anh chị về tờ khai thuế quý 3 để cho anh chị mình chuẩn bị số liệu lên các báo lên tờ khai thuế quý 3 cũng như là phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 142 ha. Đến thời điểm cuối tháng rồi qua đầu tháng sau là mình bắt đầu đi vào kỳ kê khai thuế của quý 3 ạ. Và buổi chiều hướng dẫn cho các anh chị một số quy định về hàng khuyến mại và thao tác hạch toán trên Visa ạ. Về nội dung của buổi sáng ngày hôm nay thì bên em có gửi lại tài. Các anh chị lập tờ khai trên phần mềm sau rồi xuất tờ khai thì mình nhấn vào cái nút in đây nè. Rồi mình xuất tờ khai ra XML để mình nộp qua trang thuế điện tử hoặc là mình nộp qua trang MStack của Misa nhé. Đây, mình bấm vô xuất khẩu ra XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu và HTKK. Còn nếu mình có dùng MStack thì mình có thể nộp qua MStack. Amis cũng tương tự luôn nha các anh chị. Amis thì mình cũng cất nè. Sau ở đây nghe nó có cái nút là xuất ra XML, mình bấm hẳn ngay đây luôn cũng được. Hoặc là mình bấm vô cái nút in đây để mình xuất file ra XML. Em nhầm nha. Chờ em xíu. Đối với Amis thì nó nằm ngoài đây nha, nằm ngoài đây. Đối với tờ khai thuế nhập cá nhân nha anh chị, nó sẽ hơi khác xíu, nằm đây ạ. Dạ rồi. In bản lương hả anh chị? In bản lương trên Amis à? Hay là ở đâu anh chị? Anh chị đang 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 thao tác ở ở phần nào á, để em xem luôn cho mình ạ. Dạ rồi. Tiền lương. Mình in trực tiếp từ bảng lương này luôn đúng không ạ? Hay là mình nằm trong phần báo cáo? In. Ở đây nó có nhiều mẫu, hai mẫu, mình đang in mẫu nào ạ? A4. Em in thì chị đang nói cái mã phòng ban, cái dòng tổng ở trên này hả chị?
Để em coi có sửa được không. Cái này chắc phải sửa mẫu ạ. Ở đây nó có cái dòng tổng ở trên này nè. Enable ha, em thử chọn phone. Cái dòng enable bên này nè, chọn cái dòng tổng enable phone. Rồi, đóng mẫu lại. Đó, chị thì nó sẽ ra như vậy nè, chị coi được không? Mẫu vậy được không chị? Chị bấm vô sửa mẫu ở đây nha, bấm vô thì nó dòng tổng nó in đậm đây nè. Bỏ cổng luôn đi, chị làm giống vậy, chị cho nó ẩn đi. Phone enable, chị chọn phone ha. Chị chọn đến chị để ngay chỗ mà rút footer, footer total nè, chị tích chuột phải và bỏ enable đi giùm em. Rồi sau đó chị đóng mẫu lại. Bỏ cái phần cộng đi cho mình nha chị. À, dạ vâng ạ. Số ngày công không ra đúng hả? Cái này phải kiểm tra ở trong cái bảng chấm, cái này chị có lập từ bảng chấm công không chị? Chị coi lại bảng chấm công của nó lên bao nhiêu ạ? Coi giúp em bảng chấm công nó lên bao nhiêu nha. Tại vì chị mình chụp cái này em cũng không có kiểm tra được. Đơn giá không đúng quá hả chị? Đơn giá ngày công đây hả chị? Chị coi lại giúp em là nó mình thiết lập ngày công trong quy định lương là bao nhiêu ngày giúp em nha. Trong cái phần quy trình nè. Quy định lương đây nè. Đó, chị coi cái số ngày tính công trong tháng là bao nhiêu giúp em với. Có đúng với cái thực tế trong tháng đó của chị không? Ví dụ chị đang chấm cho bạn đó 27 mà số ngày tính công trong tháng đây chị để 24 là nhiêu? Thì nhiều khi nó chia theo cái số này á chị. Thì chị sẽ chỉnh lại cái chỗ này xong rồi chị lập lại bảng lương giùm em coi đúng không nha. Hoặc là chị mở bảng lương lên, chị bấm tính lại lương để nó lấy theo cái. Rồi, hiện tại thì em thấy là tất cả các câu hỏi phía trên thì phía bên em cũng như Trang và Nhung đã có hỗ trợ giải đáp cho bên mình rồi ha. Dạ, nếu mà anh chị trong quá trình sử dụng mà vẫn còn vướng mắc hoặc là có chỗ nào chưa được thì mình có thể tham gia tiếp bên em ở những buổi chia sẻ và đào tạo tiếp theo ha. Chị Lenovo mình đang in trên Amix thì sao chị? Để em thử nha, phiếu lương này đúng không chị? Tại là nó chưa có cái phụ cấp này để em. Chờ em xíu nha chị, em coi lại cái chỗ này kìa.
Nếu mà chị muốn lên được cột phụ cấp thì chị phải hạch toán theo cái số tiền nhỏ nha. Chị phải tích hạch toán vô cái cột phụ cấp đó thì nó mới in phiếu lương, nó mới lên được nha chị. Do hồi nãy là em hạch toán theo số tổng á, nên em không có hạch toán theo số nhỏ cái cột phụ cấp này nên nó ẩn. Nếu chị muốn thì chị phải thay đổi cái cách hạch toán lại nha. Dạ, được không ạ chị? Dạ, được không ạ? Chị nắm được cái chỗ này chưa? Nếu mà chị muốn lên được cái cột phụ cấp này thì chị phải vô cái phần em phải bấm sửa bảng lương ha, vô cái phần công thức tính lương. Phải hạch toán cái cột phụ cấp đó thì nó mới lên được nha. Coi như là mình sẽ thay đổi lại cái cách hạch toán, là mình sẽ không hạch toán số tổng nữa mà mình hạch toán cái cột phụ cấp nha, từng cái cột phụ cấp. Đây. Đây bấm hạch toán đây. Đó, mình sẽ hạch toán từng cái cột phụ cấp nhỏ ha. Đó, đồng ý. Đóng lại. Rồi sau đó chị sẽ nhấn cất. Như nãy em bấm nhầm là quên luôn rồi. Giờ nãy em chưa bấm luôn á đó. Để em bấm là tính lại lương. Do nãy em bấm không có tính lại nên là ra là nó chưa cập nhật. Chị bấm vô đây lại nha. Phụ cấp quỹ lương đi. Rồi, bấm vô đây. Đó, nó mới vô được. Rồi, nhấn phiếu lương. Với lại có điền số tiền thì nó mới lên nha các anh chị. Đó, nó sẽ lên nè ha. Do nãy là em nhấn không, thành ra là có sữa và nhấn không thì nó cũng không đưa vào. Rồi, anh chị ở nick Lenovo mình nắm được cái cách làm chưa nha? Mình nắm được cái bước chưa ạ? Chị admin 64, em nhắc lại cái phần này ha. Hôm nay là ngày cuối cùng mình nộp tờ khai thu nhập cá nhân của tháng 8. Còn quý 3 thì chưa nha, chưa tới kỳ quý 3. Thì nếu mà chị kê khai theo tháng á, thì hôm nay là hạn chót của cái tháng 8 rồi. Bao gồm thuế thu nhập cá nhân và tờ khai thuế giá trị gia tăng. Còn có phải nộp hay không? Thì nếu như mà tháng này mình có trả lương cho nhân viên và trong bảng lương của mình có người phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì chị phải lập tờ khai nộp để gửi cho cơ quan thuế. Còn nếu chị có trả lương cho nhân viên trong tháng này nhưng mà tháng này không có ai đóng thuế hết, không có ai đóng thuế thu nhập cá nhân hết thì chị không cần phải lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng này. Thì nó đi theo nghị định số 91, chị tham khảo thêm tại nghị định số 91 ha. Dạ, còn nếu như tháng này chị không có, có nghĩa là phát sinh trả thuế thu nhập cá nhân thì tháng quý đó không phải nộp tờ khai, thì tham khảo tại công văn số 2393 của Tổng cục Thuế nha. Là nghĩa là tháng đó mình không có trả lương cho ai hết thì mình không cần phải nộp tờ khai với thu nhập cá nhân của tháng quý đó. Dạ, được không hả chị? Dạ, hôm nay hạn chót rồi nha, các chị tranh thủ mình làm mà mình lập nha. Cái này em thấy nó vẫn lên được mà. Hồi nãy em lấy được cái phụ là em lấy từ cái cột biểu tiền số số 6 á, nó vẫn lên được á chị. Chị xem chị có tích hạch toán chi phí lương của cái cột phụ tiền này của cái cột kiểu tiền đó hay không thì nó sẽ lên nha. Và khi chị cất bảng lương á, nó hỏi chị là có thay đổi cái thiết lập không, chị nhấn có thì nó mới lên được nha. Nếu như hồi nãy em nhấn không là nó vẫn không lên đâu.
nên chị ở nick Lenovo mình xem lại giùm em ha. Dạ. Bấm vô đây nè. Bấm vô đây rồi nè, chị thấy không, cái cột kiểu tiền. Cột kiểu tiền số 6. Đây cột kiểu tiền số 6 nè, đó đâu, nó đâu phải là cái em có sẵn, em cũng sửa công thức á. Em cũng sửa mẫu thêm mà. Chị bấm sửa ở đây nè. Công thức thiết lập nè. Chị dùng Amix là nó sẽ có lấy được nha. Đây. À, cột kiểu tiền nè. Đây. Chị bấm sửa công thức. Rồi qua hạch toán chi phí luôn. À không không, hồi nãy là em cột kiểu tiền em nhầm. Đây phụ cấp tiền nè, cột kiểu tiền số 5 nè, sửa công thức nè. Qua hạch toán chi phí luôn, chị phải tích vô ô này nha. Chị xem lại giúp em ha, nếu không được thì phản hồi lại để em hỗ trợ thêm cho bên mình nha chị. Và chị tích vô xong rồi chị nhấn đồng ý nha. Đóng lại. Nhấn cất thì nó hỏi chị là có cập nhật lại hay không, thì chị phải nhấn có nha, chị nhấn không là nó không có lên đâu. Ừ. Dạ rồi vậy dạ vâng ạ. À. Dạ rồi em vậy em xin phép kết thúc buổi chia sẻ sáng nay tại thời điểm này nhé. Rất cảm ơn các anh chị đã tham gia và đồng hành cùng với em trong suốt buổi sáng nay. Cảm ơn Trang và Nhung đã hỗ trợ em giải đáp những vướng mắc của anh chị qua cùng trò chuyện nè. Em kính chúc các anh chị mình có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe. Và rất mong sẽ được nhận được sự ủng hộ của anh chị ở những buổi chia sẻ và đào tạo tiếp. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ. Chặng đường dài mà ta đã qua, bạn và tôi cùng chung giấc mơ. Dẫu có những lúc thăng trầm, nhưng luôn vững một niềm tin. Và hôm nay ngồi đây với nhau, cùng vang lên khúc hát vinh quang. Niềm vui trào dâng trong ánh mắt, mi xa trong trái tim ta. 30 năm hành trình thăng hoa, 30 năm bừng lên sáng ngời. Mi xa vời, mi xa gắn kết mọi người. 30 năm chẳng ngại khó khăn, 30 năm cảm xúc khát vọng.